nhưng hắn nhìn tới nhìn lui, thực nhìn không ra dị dạng gì, chỉ phát hiện một con bọ cánh cứng rơi ở trên nhánh cỏ, lúc thì bay lên loanh quanh hai vòng. Lẽ nào là phái bọ cánh cứng đến truyền tin tức sao? Chính hắn cũng cảm thấy hoang đường, ai có thể điều khiển bọ cánh cứng ở khoảng cách xa vậy chứ? Trách nhiệm trông coi đại môn cực kỳ khô khan vô vị. Thời điểm nửa buổi chiều, một con phi cầm cỡ lớn bay đến, lao xuống rừng ở bên ngoài, người tới là trưởng lão thiên ma thánh địa, lộ ra lệnh bài thông hành của ô thường. Nguy dã đi tới bên cạnh một cái chung treo lơ lửng ở dưới bảng hiệu, nắm dây thường rung vang cong cong. Rất nhanh, nhân viên vô hư thánh địa trực ban kết thành đội chạy tới, cửa trận mở ra, một đám người đi ra ngoài tiến hành lục soát nghiêm mật. Thời điểm lục soát, ánh mắt ngao phong đột nhiên động một cái, phát hiện con bọ cánh cứng ở ngoài cửa đột nhiên bay vào. chương 1623, khéo léo từ chối một. Chẳng ai để ý thấy có một con sâu nhỏ sau khi đi vào trực tiếp rơi ở trên người ngao phong. Ngao phong nhấc tay, không chút biến sắc nắm con bọ cánh cứng ở trong lòng bàn tay, thì pháp điều tra, sau khi điều tra trong lòng hơi hồi hộp một chút. Trong bụng bọ cánh cứng ẩn giấu đồ vật, hắn cấp tốc dương mắt liếc nhìn ra phía ngoài, bọ cánh cứng không thể nhận biết mình, hắn có thể khẳng định, địa phương bên ngoài chắc chắn có yêu hồ đang ẩn núp. Nghiêu Hữu Đạo không biết bản thân ngày nào trực ban, bên ngoài cũng không thấy rõ tình hình bên trong, nhưng bọ cánh cứng này có thể lao thẳng tới mình, nói rõ bên ngoài có hồ tộc theo dõi sát sao cửa trận mở ra nhìn thấy mình lập tức điều động bỏ cánh cứng tìm hắn. Thế nhưng nhìn tới nhìn lui, cũng không nhìn ra yêu hồ đang núp ở chỗ nào. Trải qua kiểm tra nghiêm mật, người thiên ma thánh địa được cho đi vào, nhân viên đi ra ngoài chấp hành kiểm tra cũng toàn bộ lui trở về. Đại trận lại lần nữa đóng kín, dưới bảng hiệu khôi phục yên tĩnh, nguy dã nói thầm một tiếng. Gần đây hình như như mỗi ngày đều có người đến, Ngao Phong than thở nói, dù sao mới xảy ra sự tình lớn như thế, Nội bộ vô lượng viên nhìn như không có việc gì, nhưng ai cũng không dám bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện. Lo lắng vô lượng quả có sơ suất, chín đại thánh địa mỗi ngày không phái người đến xác nhận một lần mà nói. Đổi thành ngươi, ngươi có thể yên tâm sao? Sau khi nói ra lời ấy, ngay cả chính hắn cũng ý thức được, nhiều hữu đạo thiêu dụi bên ngoài, e rằng không chỉ là để cho tiện tiến vào vô lượng viên chạm mặt hắn. Hiện giờ, một ngày sau khi hắn gặp nhiều hữu đạo, cũng là ngày đầu tiên làm nhiệm vụ, cửa trận liền mở ra, hồ tộc lập tức liên hệ hắn, đã nói rõ tác dụng của trận hỏa công kia. Một cây đuốc ép hắn ra ngoài liên hệ, thuyết phục hắn thông đồng làm bậy. Dựa vào một cây đuốc, lại cùng Ninh Vệ tiến vào vô lượng viên gặp hắn, ngang nhiên yêu cầu hắn cùng hợp tác dưới sự giám thị của vô lượng viên. Cộng thêm hiệu quả trước mắt, hắn đột nhiên ý thức được trận hỏa hoạn này là do Ngưu Hữu Đạo phí không ít tâm tư nghĩ ra. Từ điểm này có thể thấy, Ngưu Hữu Đạo vì trộm lấy vô lượng quả hạ đã bỏ ra công sức vô cùng lớn, trong lòng hắn âm thầm nói: hắn bị vây ở trong vô lượng viên không biết thế cục bên ngoài bằng không chắc hẳn sẽ biết tại sao ngưu hữu đạo lại chọn thời cơ này phóng hỏa nói chung càng cảm nhận được dụng tâm của ngưu hữu đạo nỗi bất an trong lòng hắn càng vơi đi hơn một chút dù sao việc này không phải là bình thường hơi có sơ sẩy sẽ rơi đầu mất mạng phải a à, nguy dã nghe vậy gật đầu cảm khái một tiếng bỏ cánh cứng tới tay ngao phong không dám kiểm tra ngay vẫn chờ đến sáng sớm hôm sau thay ca trở lại chỗ ở của mình mới dám móc ra bỏ cánh cứng quan sát một chút không biết làm sao bỏ đồ vật vào bụng bỏ cánh cứng khả năng duy nhất là từ hậu môn nhét vào hắn thi pháp cẩn thận lấy đồ vật ra muốn tận lực không hại tính mạng của bỏ cánh cứng lo lắng con bỏ cánh cứng này còn có tác dụng truyền tin tức nhưng vừa lấy đồ vật ra bỏ cánh cứng liền không còn động tính chết rồi hắn cũng chỉ có thể coi như thôi một cuộn giấy đã được niêm phong kín mở ra phía trên có chữ viết bé nhỏ lít nha lít nhít nội dung là để hắn và hồ tộc thành lập liên hệ để hắn truyền ra tin tức báo cho hồ tộc thời gian hắn trực ban chuẩn xác. Lúc truyền tin tức ra, chỉ cần hắn giấu tin tức vào vật thể không làm người chú ý, nghĩ biện pháp ném ra là được, hồ tộc sẽ phái người tới lấy. Chú định thời gian là buổi tối, để tránh bị người phát hiện. Đương nhiên, vẫn cần hắn phối hợp, hồ tộc sẽ ở thời gian hắn chỉ định tới lấy, bởi vì khi liên hệ, Ngao Phong nhất định phải tránh được sự chú ý của tên thủ vệ khác. Xem xong nội dung trong thư, Ngao Phong tiêu hủy mật thư và bỏ cánh cứng, ở trong phòng thở phào ra một hơi nói thầm tám ngày sau trong thư phòng như Hiếu đạo vừa nhận được phản hồi liền đi tới sau bàn ngồi xuống lại lần nữa móc ra thư trong tay áo kiểm tra đây là lần thứ hai hắn kiểm tra nhìn qua một lần lại nhìn qua lần nữa yên lặng tựa ở trên ghế ngẩng đầu nhìn nóc nhà than nhẹ một tiếng thư là do toa như lai like chuyển đến viên cương tự tay viết như thường ngày là siêu tập tin tức ngoại giới chuyển tới sở dĩ nội dung để hắn thở dài là bởi vì trong thư đề cập một chuyện, quận chúa Thương Thục Thanh có đối tượng kết hôn, đối tượng là Phó Quân Lan. Phó Quân Lan này có chút ngọn nguồn với thương gia, gia tộc vốn là thế gia ở Yến Kinh, trước kia có giao du với Ninh Vương Thương Kiến Bá, sau khi Ninh Vương phủ sa sút, phó gia bị liên lụy, cũng bởi vậy trở nên nghèo túng. Thương Chiêu Tông quật khởi ở Nam Châu, phó gia nhờ và Nam Châu, cũng vì tình cảm ngày xưa nên được Thương Chiêu Tông giúp đỡ một chút, bắt đầu có vài bước khởi sắc. Khi còn bé Phó Quân Lan đã từng gặp qua Thương Thục Thanh ở Ninh Vương Phủ, hai đứa trẻ cùng nhau chơi đùa, nên biết bộ dạng của Thương Thục Thanh ra sao. Bởi vì gia tộc xa sút lòng người dễ thay đổi, Phó Quân Lan vẫn chưa kết hôn, xem như cùng Thương Thục Thanh đồng mệnh tương liên. Chẳng ai nghĩ tới hai người nhiều năm sau lại còn có cơ hội gặp nhau, có thể khiến Thương Thục Thanh kính trọng vài phần, hai người cũng coi như là một đoạn nhân duyên được tạo hóa an bài. Thương Chiêu Tông rất để ý đến việc này, nâng đỡ gia tộc người ta là một chuyện, còn gả muội muội lại là chuyện khác. Sau khi phái người tra xét nội tình những năm này của Phó Quân Lan, sau khi xác nhận không có vấn đề y mới đồng ý. Bây giờ Thương Thục Thanh và Phó Quân Lan đang thử tiếp xúc, đợi xong phương đều xác nhận, hai gia đình sẽ nói đến chuyện hôn sự. Cũng không biết Viên Cương có ý gì, trong thư, sự tình của Thương Thục Thanh chiếm quá nửa. Nhiều Hữu Đạo hiểu ý của Viên Cương, Nhiều Hữu Đạo biết ở trong mắt Viên Cương, Thương Thục Thanh là cô nương tốt, Nhiều Hữu Đạo cũng biết ở trong mắt Viên Cương chưa bao giờ lấy dung mạo đến cân nhắc một nữ tử là tốt hay là xấu. Trên thực tế người của Mao Lư Sơn Trang mắt cũng không mù, đều nhìn ra thương thuộc thanh có ý với nghiêu hữu đạo hắn, viên cương tường thuật như vậy là có ý muốn khuyên hắn cân nhắc một chút. Quan hệ giữa hắn và viên cương, không có cái gì là không thể nói thẳng, sở dĩ viên cương không có trực tiếp khuyên hắn, là bởi vì biết quá khứ của hắn. Tường thuật như vậy, là hy vọng hắn buông bỏ quá khứ, bắt đầu lại lần nữa. Có thể buông bỏ quá khứ hay không, là việc của Ngưu Hữu Đạo hắn, hắn biết nên làm như thế nào, không cần người khác bận tâm. Hắn không ngốc, hắn cũng biết tâm ý của Thương Thục Thanh đối với hắn, hắn cũng biết Thương Thục Thanh trừ Dung Mạo ra thì cái gì cũng tốt. Có để ý Dung Mạo hay không? Không thể nói một chút cũng không để ý, đó là nói xạo. Nhưng nguyên nhân hắn không thể tiếp nhận không liên quan gì tới Dung Mạo, từ khi bị Viên Cương và Thương Thục Thanh kéo vào vũng nước đục này, hắn đã phải bước lên một con đường thân bất do so kỷ nói cái gì sợ hại thương thục thanh có lẽ có chút già mồm nhưng sự thực đích xác là như vậy hiện tại tình cảnh của hắn vẫn ở bên bờ sinh tử mặc kệ cùng ai nói chuyện yêu đương đều là hại đối phương mặc kệ hắn cùng nữ nhân nào xác lập quan hệ người xuống tay với hắn không được đều sẽ nghĩ tất cả biện pháp ra tay với nữ nhân của hắn không nói người khác đinh vệ và huyền diệu kia có kẻ nào sẽ bỏ qua cơ hội bắt bí hắn chứ đến lúc đó không chỉ hại nữ nhân kia còn phải liên lụy tới một lượng lớn người bảo hộ nữ nhân kia cách thương thuộc thanh xa một chút, duy trì một khoảng cách nhỏ, từ trình độ nào đó đích xác là bảo hộ thương thuộc thanh. Cũng chẳng còn cách nào khác, tình cảnh trước mắt của hắn chính là như vậy. Chương 1624, khéo léo từ chối khai Đương nhiên, ngoại trừ những nguyên nhân này, hắn cũng sẽ không tiếp nhận thương thuộc thanh. Không có nguyên nhân khác, chỉ vì giữa hắn và thương thuộc thanh không có tình yêu nam nữ, hắn sẽ không bởi vì cảm thấy nữ nhân nào đó không tệ liền cưới, sẽ không bởi vì cảm động gì gì đó mà cưới không có tình yêu nam nữ chính là không có tình yêu nam nữ, hắn nhất quán tuân theo lý trí. Loại sự tình này hắn không thể bởi vì thái độ của người khác liền miễn cưỡng bản thân, lại nói cũng không ai đi miễn cưỡng hắn. Không ai miễn cưỡng liền nói rõ cho dù là ở trong mắt người khác, cũng cảm thấy bọn họ không thích hợp. Thở dài là bởi vì dù sao cũng đã được thương thục thanh hầu hạ nhiều năm, cảm thán một đời của thương thục thanh hủy ở khuôn mặt, hắn không rõ vì sao ninh vương thương kiến bá lại muốn nữ nhi của mình biến thành mặt quỷ, Triệu Hùng ca nói không rõ ràng nhưng át hẳn trong chuyện này có cất dấu bí mật gì đó. Có một số vấn đề trong lúc nhất thời không nghĩ ra, tạm thời cũng không có thời gian nghĩ nhiều. Hắn rút trang giấy trên bàn ra, viết hai phong thư, một phong cho Toa Như Lai, để Toa Như Lai hỗ trợ tra bối cảnh của Phó Quân Lan, lo lắng năng lực điều tra của Thương Chiêu Tông có hạn. Hắn hy vọng Thương Thục Thanh có thể gả cho một người tốt sống hạnh phúc, không hy vọng một nữ tử tốt như thế rơi vào bất hạnh. Cũng không chỉ bởi vì Thương Thục Thanh, Thương Thục Thanh lấy chồng đối với toàn bộ thế lực thương hệ mà nói tuyệt đối không phải sự tình nhỏ, một khi bị người lòng mang ý đồ xấu lợi dụng, hậu quả khó mà lường được, không thể không cẩn thận. Một phong thư khác là cho Viên Cương, nếu như Thương Thục Thanh có thể thuận lợi lấy chồng, hỗ trợ chuẩn bị một phần hậu lễ. Hai phong thư vừa viết xong, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa của Tần Quan. "Trưởng lão, có khách quý đến cửa." Ngưu Hữu đạo thuận miệng hỏi, "Ai?" Tần Quan nói, "Phu phụ băng tuyết các các chủ đến đây bái kiến." Xuyên Dĩnh và Tuyết Lạc Nhi, Ngưu Hữu Đạo sửng sốt một chút, hai vị kia chạy tới làm gì? Hắn thu thư nhét vào trong tay áo, cấp tốc đứng dậy đi ra. Đi tới bên ngoài, Xuyên Dĩnh và Tuyết Lạc Nhi đã chờ đợi ở trong đình viện, một đôi bích nhân, nam ngọc thụ lâm phong, nữ đẹp như thiên tiên, chỉ là cái bụng lại lớn hơn không ít. Tham kiến các chủ, chào Xuyên Huynh, Ngưu Hữu Đạo bước nhanh qua chào. Thái độ của Xuyên Dĩnh thân mật nhiệt tình, trực tiếp tiến lên nắm cánh tay của Ngưu Hữu Đạo, sang sảng cười to nói. Nhiêu huynh, mạo muội tới chơi, đường đột quấy dày rồi. Tuyết Lạc Nhi lộ ý cười thân mật, nhưng có chút sụt rè, dù sao nói cho cùng thì thân phận và địa vị của Nhiêu Hữu Đạo không đáng để cho nàng ta phải bận tâm, nếu không phải bởi vì trượng phu, với thân phận của nàng ta sao có thể đến thăm một trưởng lão môn phái như thế này chứ? Không quấy dày, không quấy dày, hai vị là quý khách ta có muốn cũng không mời được. Mời vào trong, mời vào trong, Nhiêu Hữu Đạo liên tục mời, mời hai người tiến vào phòng khách ngồi xuống, cũng nhường chủ vị để hai người ngồi. Tần Quan và Kha Định Kiệt cấp tốc dâng trà, đối với bọn hắn mà nói, hai vợ chồng các chủ băng tuyết khác cũng coi như là đại nhân vật, như trưởng lão có bằng hữu là đại nhân vật như vậy, bọn họ cũng cảm thấy mát mặt. Mọi người khách sáo một phen, trong lúc nói chuyện Tuyết Lạc Nhi chợt có mở miệng, hỏi thăm hoàn cảnh sống của Như Hữu Đạo ở đây như thế nào, nếu như có gì khó khăn nàng ta sẽ hỗ trợ. Ngưu Hữu Đạo liên tục cảm ơn, nói có khó khăn nhất định sẽ thỉnh cầu hỗ trợ còn khó khăn cụ thể thì không nói tới một chữ, bởi vì hắn biết rõ, giờ không phải lúc trước, không phải thời điểm Tuyết Lạc Nhi nói một câu liền có thể giải quyết vấn đề, cục diện bây giờ, có lúc ngay cả đinh vệ cũng không thể làm gì, lời nói của Tuyết Lạc Nhi căn bản không có tác dụng. Chuyện liên quan đến việc đấu tranh trong nội bộ thánh cảnh, ai sẽ coi trọng lời nói của Tuyết Lạc Nhi chứ? Ai dám, nói đến chuyện hai người muốn tạm rời thánh cảnh về băng tuyết các một chuyến, xuyên dĩnh chủ động hỏi. Như huynh, chúng ta cũng vừa lúc muốn đi ra ngoài, người có thư cần ta hỗ trợ chuyển giao cho bằng hữu bên ngoài không nghiêu hữu đạo suy nghĩ một chút lắc đầu nói không có xuyên dĩnh nói một người cũng không có sao bên lệnh hồ thu có cần gửi thư từ gì hay không nghiêu hữu đạo ha ha nói thôi ta và tấn quốc không hợp đừng liên lụy huynh ấy nói vài lời khách sáo cũng không có ý nghĩa gì mặc kệ xuyên dĩnh nhiệt tình phóng khoáng ra sao chủ động nguyện ý hỗ trợ như thế nào nghiêu hữu đạo cũng nhất nhất từ chối hai vợ chồng lại nói chuyện thêm một lúc liền rời đi. Nghiêu hữu đạo tiến khách đến cửa, liên tục phất tay bảo đi thong thả, đợi đến khi tay thả xuống, lông mày nhíu lại, dường như suy tư cái gì. Thiên ma thánh địa, trong ma cung, một mảnh tối om om, có thanh âm đinh đinh đang đang vang lên không ngừng. Một nam tử hình thể cao to, lông mày rậm, cánh tay to lớn để trần, không ngừng vung chùy gõ đánh, hành động giống như thợ thủ công, nhưng thực ra đây chính là một trong cửu thánh ô thường. Trưởng lão hắc thạch bẩm báo xong tình huống, thanh âm gõ đánh cũng dừng lại. Ô thường đối mặt với bức bích điêu từ từ nói, hắn cự tuyệt mọi sự trợ giúp, hắc thạch hạ thấp người nói, không công khai cự tuyệt, nhưng ít ra đều khéo léo từ chối. Ô thường nói, xem ra hắn vẫn chưa tin tưởng, các loại dấu hiệu biểu hiện, đồ vật của thánh nữ rất có khả năng ở trên tay triệu hùng ca, hắn và triệu hùng ca quan hệ không tệ, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải lấy được sự tín nhiệm của hắn. Hắc thạch đương nhiên biết hắn muốn cái gì, Ma Điển vẫn luôn được cất giữ ở trong tay các đời thánh nữ của Ma giáo, mà thánh nữ chết rồi, địa phương giấu Ma Điển dường như cũng trở thành một câu đố khó khăn, làm sao tìm cũng không tìm được. Cuối cùng, Triệu Hùng Ca và thánh nữ có tình yêu nam nữ liền trở thành đối tượng hoài nghi. Thế nhưng mặc kệ dùng thủ đoạn nào, Triệu Hùng Ca vẫn luôn không chịu thừa nhận mình biết tung tích của Ma Điển, cưỡng bức dụ dỗ cũng vô dụng, thái độ của hắn ta cực kỳ kiên quyết. Cho dù người xác nhận đồ vật ở trên tay Triệu Hùng Ca thì thế nào, người ta không giao ra người còn có thể giết đối phương sao nếu như triệu hùng ca thật là người duy nhất biết tình huống mà nói giết hắn thì mãi mãi không thể biết tung tích của ma điển hiện tại hắn đang bị rất nhiều người để ý mạo muội tiếp xúc sợ là sẽ chọc người hoài nghi lấy tình huống trước mắt của hắn xuyên dính cũng không thể thường lui tới hắn vốn là người đa nghi quá mức nôn nóng sợ là sẽ càng khiến hắn hoài nghi thánh tôn việc này cần thời gian hắc thạch cẩn thận trả lời ô thường đối mặt với bích điêu Chầm giọng nói đều là chuyện tốt do nữ nhi của la thu làm ra ai hắc thạch buông tiếng thở dài ai có thể nghĩ tới la phương phỉ lại đột nhiên kéo nghiêu hữu đạo vào khiến cho bên ngoài lại bắt đầu nổi xương mù mịt sau đó la phương phỉ lại kéo nghiêu hữu đạo ra bên này đang cao hứng vì kế hoạch ở ngoài kia có thể tiếp tục ngay sau đó liền phát hiện chỉ là mừng hụt đinh về kéo nghiêu hữu đạo về con mẹ nó các ngươi đang làm cái quỷ gì vậy hả bên này muốn nhúng tay can thiệp nhưng lại sợ thiên ma thánh địa vì nghiêu hữu đạo có quá nhiều cử động sẽ khiến cho tám nhà khác cảnh giác, cửu thánh vẫn cảnh giác nhau, đặc biệt là nhằm vào thiên ma thánh địa. Chỉ cần thiên ma thánh địa vừa ra tay, mấy vị khác khẳng định sẽ ở trong bóng tối nhúng tay, muốn biết rõ tình huống. Một khi tám nhà khác cũng nhảy vào, như vậy sự tình này sẽ cực kỳ phức tạp, đồng thời càng thêm khó làm. Nghiêu hữu đạo ở ngoài thánh cảnh, việc nhằm vào hắn hay hành sự bố trí những vấn đề khác đều tương đối dễ dàng, đến thánh cảnh lại rất khó ra tay. Thêm nữa nghiêu hiếu đạo không an phận, vừa đến liền đắc tội với người khác, đã khiến các phương chú ý, càng ngày càng không dễ tiếp xúc. chương 1625, năm cái xương sọ. Thanh âm ninh ninh đang đang lại vang lên, ô thường vừa đập vừa nói. Gia hỏa kia đắc tội người, người nhớ theo dõi cẩn thận, đừng để hắn bị người ta giết chết. Hắc thạch nói, việc theo dõi hắn cũng không dễ dàng gì, gia hỏa này rất biết cầm lông gà làm lệnh tiến, thường xuyên chạy khắp nơi trong thánh cảnh, động một chút là trốn mất tâm, thêm vào có người khác quan tâm chúng ta hành sự bất tiện ô thường nói nói thẳng ra chính là cái gì ngươi cũng không làm được hắc thạch vội nói thuộc hạ ngược lại là có ý nghĩ khác ô thường mở miệng nói hắc thạch nói không bằng để người khác đẩy hắn vào tuyệt cảnh chúng ta lại ra tay cứu giúp lúc đó nói thẳng điều kiện ra bắt hắn phối hợp với chúng ta chỉ cần để hắn biết chúng ta có thể bảo đảm tính mạng của hắn kết quả có lẽ đơn giản hơn nhiều lắm ô thường nói trong mấy nhà chúng ta hẳn là người quan tâm hắn sớm nhất lẽ nào đến hiện tại ngươi còn không rõ ra hỏa này không dễ dàng khống chế như vậy sao hắn không phải là người cam chịu để người khác khống chế hắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp thoát khỏi một khi chúng ta nhảy ra một khi để hắn tìm thấy đầu mối hắn sẽ mượn cơ hội sinh sự sự tình này không thể để những nhà khác biết hắc thạch nói không ngại trước tiên thử một chút xem nếu hắn không phối hợp vậy trực tiếp diệt đi sau đó lại xuống tay từ bên thượng thanh tông kia Ô thường nói: "Thượng Thanh Tông, còn cần ngươi đến nhắc nhở ta à? Triệu Hùng ca và Ma giáo ở chung nhiều năm như thế, ngay cả đối với Ma giáo cũng không chịu thổ lộ nửa chữ, ngươi cho rằng hắn sẽ nói cho Thượng Thanh Tông?" Thượng Thanh Tông là nơi hắn dành tình cảm chứ không phải là hy vọng. "Vì sao ta chọn Ngưu Hữu Đạo? Ngươi nha, không hiểu loại người Triệu Hùng ca, chỉ có người có cùng mục tiêu với Triệu Hùng ca mới có thể khiến Triệu Hùng ca thổ lộ bí mật. Người có quan hệ với hắn, ta nhìn tới nhìn lui." cũng chỉ có ở nghiêu hữu đạo mới tồn tại tính khả thi này phải bỏ thêm nhiều công sức hơn nữa từ trên người nghiêu hữu đạo hiểu chưa thánh tôn anh minh thuộc hạ đã hiểu rồi hắc thạch hạ thấp người đáp lại ô thường không nói nữa tập trung tinh thần vào tiểu trùy trong tay có thể nói là mồ hôi đầm đìa tóc dài tán loạn dính mồ hôi kề sát ở trên người hắc thạch chậm rãi lui ra kỳ thực vẫn không thể nào hiểu được vì sao đối phương phải làm cực nhọc như vậy lúc đào bới không dùng pháp lực thuần túy lấy lực lượng nhục thân hành sự Đào bới từng chút, trong ngọn núi này đào ra một không gian khổng lồ, đây đều là những năm này Ô thường lấy sức một người đào ra, rõ ràng vì thời có thể hiệu triệu người khác đến để sai khiến, nhưng hắn ta không chịu, nhất định phải tự mình ra sức. Nhìn dáng vẻ, dường như muốn đích thân đào cả ngọn núi. Trong ma cung không ngừng vang lên thanh âm lách cách, bên ngoài âm khí nặng nề giống như bãi tha ma, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không có. Trong tĩnh mịch, đám quả đen nghỉ ngơi ở trên một cây đại thụ đột nhiên bị sợ bay đi dưới ánh trăng hoa hoa kêu loạn hai bóng người kinh sợ đến mức động tác đình trệ không dám có bất kỳ động tác thanh âm kêu loạn dừng lại hai người quan sát bốn phía thấy không có động tĩnh khác mới thở phào nhẹ nhõm hai người lại ngẩng đầu nhìn trên cây trước đó không nghĩ tới trên cây này ẩn giấu bầy quả đen trôn chỗ nào một người hỏi một người khác người lên tiếng chính là vũ phi bốn phía loạn táng phần mộ sợ là có hơn ngàn người trôn ở bãi tha ma đại thể là phạm lỗi lầm không ai lập bia chỉ có nấm mồ mà thôi, muốn tìm được mục tiêu có chút không dễ dàng. Một người khác là nhân sĩ tầng dưới chót của thiên ma thánh địa, bình thường làm việc vặt sinh sống, gặp gỡ sự tình chôn xác cũng tiện thể gánh vác luôn. Vũ Phi tìm cơ hội gọi uống rượu, lúc nói chuyện phiếm nhắc tới một người, đối phương liền nói người chết kia là hắn chôn Sự tình sau đó, Vũ Phi tự nhiên là tìm cái cớ thuận lý thành trương, cũng là nguyên nhân hai người xuất hiện ở đây. Người chôn xác ngắm nhìn bốn phía, sự tình qua hơn 10 năm, trong lúc nhất thời cũng nhớ không rõ. Ta nhớ lúc đó kể cả từ tử linh có 5 người đồng thời bị chôn thời điểm chôn dương mắt có thể nhìn thấy cây này, hẳn là ở xung quanh đây, để ta cẩn thận nghĩ lại một chút. Phú Phi cảnh giác nhìn bốn phía, người cũng thật là, chôn người, ngay cả chôn ở đâu cũng không nhớ rõ. Người chôn xác nói, nhớ đương nhiên là nhớ, nhưng cũng chỉ nhớ một đoạn thời gian, ai có thể vĩnh viễn nhớ. Khiêng thi thể đến, đi tới chỗ nào thấy đất trống liền đào hố chôn sẽ không nghĩ nhiều như thế. Vũ Phi không nhịn được nói, ngươi nhanh một chút, người chôn xác bắt đầu tìm tòi, còn thỉnh thoảng nhìn về phía đại thụ, dường như tìm kiếm phương vị trong ký ức. Một hồi lâu sau, người chôn xác ngồi xổm ở trước một ngôi mộ, dường như điều tra. Vũ Phi chú ý đến, cấp tốc hỏi, tìm được rồi, người chôn xác gật đầu nói, không sai, hẳn chôn ở chỗ này. Vũ Phi kinh nghi bất định nói, cái gì gọi là hẳn, chớ hẳn là với ta, phải xác nhận mới được. Ta niệm tình xưa, muốn tìm cho bọn hắn địa phương khác hảo hảo an táng, vạn nhất là mồ chôn người khác, tế bái sai đối tượng chẳng phải thành chuyện cười, cũng có lỗi với bọn hắn. Người chôn xác lại đưa tay nhấn nhấn trên đất thi pháp điều tra một trận, sau đó xác nhận nói. Vũ tiên sinh, không sai, chính là nơi này. Vũ phi đánh giá nấm mồ một thoáng, hỏi. Một điểm đánh dấu cũng không có, người dùng cái gì xác nhận? Người chôn xác giải thích, đầu tiên là phương vị chôn ta đại thể có chút ấn tượng, Thứ hai ngươi xem trình độ nấm mồ này hạ xuống, đã sắp bằng mặt đất, mộ này nhiều năm rồi, khẳng định không phải mộ mới. Còn có một điểm, lúc đó tùy tiện đào cái hố, vứt năm người vào một cái hố chôn tình huống một cái hố đồng thời chôn năm người hẳn không có thứ hai, cho nên không sai đâu. Phú Phi lập tức ngồi xổm xuống, cũng đưa tay nhấn nhấn mặt đất, thi pháp điều tra tình huống dưới đất, quả thực phát hiện có chôn năm bộ hài cốt, theo đối phương thuyết pháp đích xác không sai, lập tức ra hiệu nói. Vậy đào đi, nhanh một chút, miễn cho đêm dài lắm mộng. Hai người đồng thời động thủ, thì Pháp xé ra mặt đất. Đợi năm bộ hài cốt vắng lặng ở dưới đất nhiều năm hiện lên, Vũ Phi có chút há hốc mồm, năm thi thể chôn đồng thời, huyết nhục đã sớm mục nát, chỉ còn lại bộ xương, cái nào là trừ vệ thành, cái nào là từ tử linh, cái nào là quảng hạc, căn bản không phân biệt được. Hắn lập tức hỏi, người có thể phân rõ cái nào là ba người bọn hắn không? Người chôn xác nói, Vũ Tiên Sinh, cái này ngươi là làm khó dễ ta rồi, ta làm sao phân rõ được? vũ phi nhíu mày, đau đầu. người chôn xác lại nói, vũ tiên sinh, đã là làm việc tốt an táng lại lần nữa, như vậy thẳng thắn giúp hai người khác cũng không có gì. vũ phi buông tiếng thở dài, được rồi, giúp ta lấy ra đi. người chôn xác vừa mới quay người, đột nhiên thân thể cứng đờ, chừng lớn hai mắt, một chỉ điểm chúng sau lưng, vũ phi lại ra tay, bắt lấy cái cổ đối phương bẻ gãy đẩy người ngã qua một bên, vũ phi cấp tốc hái xương sọ của năm bộ hài cốt đồng thời đóng gói nhảy ra hố, lại cấp tốc lấp đất, phi tang tất cả chứng cứ. làm xong, quan sát bốn phía một cái, sau đó cõng lấy năm cái xương sọ cấp tốc bay khỏi. hắn đã tìm được đồ vật, nhưng cái xương sọ nào là của ai hắn không nhận rõ, chỉ có thể ném cho nhiêu hữu đạo nghĩ biện pháp. mấy ngày sau, nhiêu hữu đạo lại chạy tới địa phương lần trước chạm mặt cùng vũ phi bí mật chạm trán, bao bố mở ra năm cái xương sọ đặt ở trước mắt, Như Hữu Đạo ngạc nhiên nói. Làm sao lại là năm cái? Tiên sinh, không có biện pháp, lúc đó chôn năm người. Vũ Phi tố khổ, này liền hơi rắc rối rồi, như Hữu Đạo nhíu mày, đưa tay nắm một cái đầu lâu, phát hiện xúc tu lạnh lẽo, màu sắc xương hiện ra xanh đen, vuốt cằm nói. Quả nhiên là đồ vật chôn ở phía dưới âm khí rất lâu. Ngẩng đầu lại hỏi, người có thể xác định là ba người này không? Chương 1626, cử chỉ mạo hiểm cái này hẳn không có vấn đề vũ phi thuật lại một lần như hữu đạo nói cực khổ rồi dứt lời lại lần nữa đóng bao bố vũ phi ở bên cạnh tha thiết mong chờ nói tiên sinh sự tình ta đã làm nữ nhân kia như hữu đạo ôm bao bố ngươi yên tâm ta nói chuyện giữ lời bất quá phải chờ ta trước tiên xác nhận đồ vật ngươi tìm đến tột cùng có phải ta muốn hay không mới được vũ phi liên tục gật đầu được ta chờ tin tức của tiên sinh hai người phân biệt lặng yên trở về chỗ ở của mình lại có một con bọ cánh cứng dưới bảng hiệu vô lượng viên ngao phong trực ban chú ý đến xem ra tin tức của hồ tộc lại đến hắn nhìn cây cỏ trong tay thưởng thức một chút bản thân còn chưa đưa tin tức đi không nghĩ tới tin tức của hồ tộc lại đến sự tình gì gấp như thế hắn nhìn chung quanh cũng không biết ngày hôm nay có người đến hay không hoặc là có người sẽ đi ra ngoài hay không nếu không có hắn sẽ không có biện pháp truyền tin tức đi cũng không có biện pháp tiếp thu được tin tức mà hồ tộc muốn truyền đến dựa theo tình huống ở trong đoạn thời gian này đến xem cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có người đến thậm chí tình huống ra vào mấy chuyến cũng có đương nhiên cũng có tình huống cá biệt vài ngày không người ra vào những tình huống này mấy ngày nay hắn vẫn cẩn thận quan tâm hắn không biết ngày hôm nay bản thân làm nhiệm vụ có thể gặp gỡ tình huống không người ra vào hay không may là không lo lắng bao lâu sau hai canh giờ đã có người tới cũng không thể nói là may mắn nói cho cùng là vì trận lửa kia làm các phương đề cao quan tâm vô lượng quả bằng không vô lượng viên sẽ không xuất hiện tình huống ra vào tới tấp như vậy. Đương nhiên, trong người vô lượng viên cũng bị dần vặt khó chịu, bị người lặp đi lặp lại vặn hỏi, lần qua lộn lại hỏi chỉ có vài vấn đề. Cửa trận mở ra, ngao phong dịch bước, có ý đứng gần cửa. Cửa trận vừa mở, bỏ cánh cứng bay vào, rơi ở trên người hắn. Bỏ cánh cứng bị hắn tiện tay bắt được, sau đó cây cỏ trên tay có vẻ như rất tùy ý vứt bỏ, vứt ra ngoài trận pháp. Động tác của hắn bị nguy giã đồng thời trực ban chú ý đến. Ngao Phong bí mật quan sát bốn phía cũng phát hiện Nguy Dã chú ý đến mình, nhưng tận lực làm bộ như không có việc gì. Nguy Dã muốn nói lại thôi, theo lý thuyết ở trong vô lượng viên không cho phép có nhiều động tác, nhưng nhìn thấy chỉ là một cây cỏ, sẽ không có vấn đề gì, nên không nhiều lời cái gì, dù sao bối cảnh của Ngao Phong đặt ở đó. Đợi đại trận đóng kín, ánh mắt vẫn lưu tâm quan sát Ngao Phong thấy Nguy Dã không có gì khác thường, lúc này mới âm thầm yên lòng. Sau khi tất cả bình tĩnh lại, Ngao Phong đã quen thuộc sáo lộ của bỏ cánh cứng, ở trong tay áo yên lặng lấy ra mật thư, tìm cơ hội không bị chú ý nhìn qua nội dung. Trên mật thư nói, giờ tí đêm nay, hồ tộc sẽ đưa một thứ tới bụi cỏ trước cửa, đồ vật cực kỳ trọng yếu, tin tức nói đồ vật kia khá lớn, mang vào khó khăn, để hắn nghĩ biện pháp. Trịnh trọng nhắc nhở, đồ vật sẽ ở đúng giờ tí đưa đến, muốn ngao phong nhất định phải ở thời điểm kia rời đi chú ý của một nhân viên khác, cho hồ tộc cơ hội tiếp cận cửa. Tiện thể hồ tộc sẽ ở thời điểm kia cầm lấy tin tức hắn có khả năng truyền ra trong thư nói như hữu đạo tin tưởng bằng năng lực của hắn có thể làm tốt sự tình này ngao phong có chút hãi hùng khiếp vía mở chuyện cười gì a à, lại muốn hắn từ bên ngoài mang đồ vật vào còn tin tưởng hắn có thể làm tốt xem người vô lượng viên là người mù sao hủy mật thư ở trong lòng bàn tay tùy ý hạt bụi tung bay nhưng nội dung trong thư vẫn để hắn lo sợ bất an thời gian tiếp đến làm hắn có loại cảm giác bị dày vò thời gian từng chút trôi qua ngao phong lĩnh hội đến cảm giác sống một ngày bằng một năm chờ mắt nhìn trời tối dần. Tới gần giờ tí, Ngao Phong đi tới dưới bảng hiệu gọi. Nguy giã, Nguy giã lưu tâm bốn phía nghe tiếng quay đầu lại, đi tới. Tiên sinh có việc, thấy hắn nghiêng người quay về đại môn, Ngao Phong chắp tay trầm ngâm bồi hồi, dần dần dụ dỗ Nguy giã điều chỉnh vị trí đứng, đợi quay lưng về phía đại môn, mới dừng bước than thở nói. Nguy giã, người có cân nhắc qua tương lai không? Tương lai, Nguy giã sừng sốt một chút, sau đó cười khổ nói. Ta là loại tiểu nhân vật không có quyền không có thế lại không có bối cảnh, tiến vào vô lượng viên, vô lượng viên chính là tương lai, không có ý nghĩ khác. Coi như là có, hắn cũng không thể nói ra. Ngao Phong nói, cũng chính là nói, quãng đời còn lại ta phải giống như ngươi. Nguy dã nói, hẳn sẽ không, ngài dù sao cũng là đồ tôn của thánh tôn, không phải ta có thể so sánh, có diệp tiên sinh, nói không chắc ngày nào đó ngươi sẽ đi ra ngoài. Hắn là Trần An, nhưng ánh mắt Ngao Phong lưu tâm đến phương hướng đại môn, mơ hồ có đồ vật gì thừa dịp bóng đêm cấp tốc tới gần sau khi tới gần lại cấp tốc rời đi nhìn chung quanh không có dị thường gì an tâm mới tiếp lời của đối phương than thở nói không cần an ủi ta ta đắc tội phiêu miểu các đời này chỉ sợ là không thể rời đi nguy dã cười nói không hẳn ngao phong nói chỉ hy vọng như thế nếu thật có thể như ngươi nói nguy dã ta cam đoan với ngươi ta nhất định nghĩ biện pháp rời ngươi khỏi nơi đây chỉ cần ta có cơ hội ta sẽ tìm lý do mang ngươi ra ngoài nguy giã nhất thời sinh ra một tia chờ mong nếu thật có thể như vậy nguy giã định vì tiên sinh ra sức trâu ngựa ngao phong mặc kệ hắn nói có thật lòng hay không căn bản không cân nhắc lâu dài như vậy nói ra loại lời kia là cố ý muốn rời đi lực chú ý của đối phương cũng đích xác là muốn để đối phương mang trong lòng một tia hy vọng có hy vọng mới có thể khoan dung lúc hắn trực ban làm ra vài điều mờ ám hy vọng chúng ta đều có thể có cơ hội này Ngao Phong nói xong chậm rãi đi dạo đến cửa, Lưu Tâm quan sát một thoáng, phát hiện bản thân ném ra cành cỏ đã không thấy, hẳn là bị lấy đi. Mà trong bụi cỏ thì nhiều ra một tảng đá, cực kỳ giống tảng đá lớn như thế. Ngao Phong âm thầm chửi má nó, tảng đá lớn như thế hắn làm sao có khả năng mang vào. Một đêm đi qua, hắn vốn tưởng lần này trực ban đã không thể có cơ hội tiếp xúc được tảng đá kia, đoán chừng phải chờ tới lần sau lại nhìn. Ai biết tới gần hừng đông, đã sắp sao ban bên ngoài đột nhiên lại đến một nhóm người. Cửa trận mở ra, thời điểm mọi người đi ra ngoài kiểm tra, hắn cũng theo đi ra ngoài. Đương nhiên không có ra khỏi cửa, chỉ đứng ở biên giới giữa trong và ngoài, vẫn là dáng vẻ thủ vệ, tảng đá kia ngay ở dưới chân hắn. Ngao Phong cấp tốc nhìn quanh, phát hiện Nguy dã có chút ngạc nhiên nhìn mình. Ngao Phong nhìn hắn nhấc cầm, ra hiệu một hướng khác. Nguy dã quay đầu nhìn lại, mũi chân Ngao Phong xoẹt qua, tảng đá thuận thế tiến vào vạt áo, ẩn giấu không thấy tung tích động tác sạch sẽ gọn gàng không có chút do dự nào cực kỳ quyết đoán khách tới cùng người bên trong đi ra chạm mặt trò chuyện nguy giã cũng quay đầu lại nhìn ngao phong vẻ mặt mờ mịt phảng phất như hỏi để ta nhìn cái gì ngao phong không có thể hiện nhiều lại thừa dịp người bên ngoài trò chuyện chậm rãi nhích nửa bước vào trong trận pháp dáng dấp nghiêm túc trông cửa hắn mặt ngoài nhìn như đơn giản ung dung kỳ thực nội tâm khẩn trương đến cực điểm vô cùng thấp thỏm vẫn lưu tâm động tĩnh trong vô lượng viên hắn biết rõ Mỗi khi bên ngoài có người đến, nhân viên đề phòng trong vô lượng viên sẽ nhìn chăm chú động tĩnh bên ngoài. Mặc dù lưng hắn che mất phương vị tảng đá, nhưng không biết nhân viên cảnh giới có phát hiện động tác của mình hay không. Mạo muội vào lúc đó động thủ, là hắn đột nhiên ý thức được trong nháy mắt kia khả năng là cơ hội tuyệt hảo, lúc nhân viên song phương ra vào chạm mặt, người cảnh giới sẽ cực kỳ quan tâm khách tới, sẽ không lưu tâm người trong vô lượng viên. Chương 1627, hàng nhái vô lượng quạng 1. suất sáng cao độ, có lẽ hành vi đột nhiên của mình sẽ đưa tới họa sát thân. Hiện tại hắn thậm chí có chút hối hận, bắt đầu nghĩ mà sợ, sao có thể không trải qua chuẩn bị kín đáo liền mạo muội hành động như thế. Người bên ngoài đi vào, đại trận đóng cửa, người cảnh giới bên trong vẫn không có động tính, tiếng lòng căng thẳng của hắn rốt cuộc chậm rãi buông xuống. Nếu có phát hiện, khẳng định sẽ trực tiếp tìm tới, sẽ không yên lặng như thế, hẳn là không có chuyện gì. Lúc này Nguy dã đi tới hỏi, vừa nãy tiên sinh để ta nhìn cái gì? ngao phong kỳ quái nói nhìn cái gì không để ngươi nhìn cái gì a à? nguy dã ngạc nhiên vừa nãy tiên sinh ra hiệu không phải để ta nhìn cái gì sao ngao phong à lên một tiếng ta thấy ngươi không quan sát bốn phía trái lại nhìn chằm chằm ta ra hiệu ngươi chú ý cảnh giới nguy dã không khỏi áy náy nói là ta sơ sẩy không sao sắp sao ca rồi lần này xem như bình yên vượt qua ngao phong cảm khái nguy dã cười cợt cũng phải thủ ở chỗ này không thể tu luyện lại không thể ngồi, một mực hao tổn, một ngày trôi qua đích xác rất rằn vặt. Sau đó nguy giã không biết có phải bản thân ảo giác hay không, phát hiện Ngao Phong cơ hồ đứng tại chỗ bất động. Không biết Ngao Phong là có nỗi khổ khó nói, háng dưới dấu đổ vật quá lớn, ngay cả đứng cũng có chút khó chịu, không dám dễ dàng đi lại, nếu không sẽ lòi đuôi. Mắt thấy giao ban sắp tới, nguy giã thỉnh thoảng quay đầu lại xem người giao ban đến chưa, chợt nghe bên cạnh ầm một tiếng, quay đầu nhìn lại, phát hiện Ngao Phong đang dùng chân đá mấy viên đá ở dưới chân, có vẻ như nhàn đến phát chán, nguy giá cũng không để ý. Không bao lâu người giao ca đến rồi, giao ca xong xuôi, Ngao Phong ở trước mặt mọi người lật qua lật lại tảng đá, ở dưới mọi người nhìn chầm chầm nâng lên hai tảng đá. Người nhận ca hỏi hắn làm gì, hắn nói lấy khối tảng đá đi điêu khắc đồ vật chơi, cứ như vậy quang minh chính đại ôm tảng đá trở về. Vừa về tới lầu các, đóng cửa, quay đầu lại lập tức kiểm tra tảng đá, phát hiện bên trong quả nhiên có vấn đề phá tan tảng đá nhìn, phát hiện bên trong vậy mà là năm cái đầu lâu. Làm cái gì quỷ, Ngao Phong chửi bới một tiếng, không biết Nhiêu hiếu đạo lộng cái quỷ gì, hại bản thân mạo hiểm lớn như thế, vậy mà chỉ là đưa năm cái đầu lâu vào. Trong đồ vật có một viên thuốc, nặn ra nhìn, phát hiện bên trong là phong thư. Trong thư báo cho hắn, năm cái đầu lâu này rất trọng yếu, nhất định phải giấu kỹ, đợi thời điểm Nhiêu hiếu đạo lại tiến vào vô lượng viên, chính là thời điểm vận dụng đồ vật này không rõ đến tột cùng làm cái gì, nhưng Ngao Phong vẫn làm theo, cũng không dám bày biện thứ này ra ánh sáng, đến góc tường rời ngăn tủ, cậy gạch, đào lỗ dưới đất chôn đi. Sau khi xử lý sạch sẽ vết tích, lại làm bộ ôm một tảng đá khác chơi điêu khắc. Hoang trạch tử địa, như hữu đạo đang kiểm tra tài liệu mà hồ tộc chuẩn bị. Hắc Vân ở bên cùng đi, hỏi, ngươi muốn những đồ vật này làm gì? Như hữu đạo nói, ngươi không phải nói đã nhận được đưa tin, đã thu thập tốt thất thải bảo châu, đang trên đường đưa tới, Ngày hôm nay có thể đến sao? Đồ vật đến người tự nhiên sẽ biết. Lúc này, bên ngoài một tên trưởng lão bước nhanh đi vào, bẩm báo nói. Bên kia truyền đến tin tức, đồ vật giao cho Ngao Phong, Ngao Phong đã thuận lợi mang vào. Nhiêu hữu đạo ngẩn ra, cao mày nói. Nhanh như thế, theo thời gian, lần sau hắn làm nhiệm vụ hẳn là sau 8 ngày A. Không phải như người nghĩ, lần này đang làm nhiệm vụ hắn liền lấy đồ vật vào. Trưởng lão nói tình huống thám tử quan sát được ra thần sắc nghiêu hữu đạo co giật, có thể nói hãi hùng khiếp vía, mắng nói. Vội vàng hành sự như vậy, gia hỏa này điên rồi sao? Kiến thức qua lúc kết thúc hành trình hoang trạch tử địa, Ngao Phong làm chứng ứng đối, còn có lần trước hỏa thiêu vô lượng viên, hai người mật hội suýt chút nữa bị phát hiện Ngao Phong giải vây, hắn đối với năng lực can đảm cẩn trọng ứng đối của Ngao Phong là có lòng tin nhất định. Đồ vật đã đưa đến trước cửa vô lượng viên, hơn nữa ngụy trang thành tảng đá, chỉ cần tỉ mỉ nghĩ cách còn có cơ hội lộng vào thí dụ như hơi chế tạo chút động tính thời điểm người trong vô lượng viên ra ngoài kiểm tra nhân lúc loạn đá một cước liền có thể đá nó vào trong vô lượng viên hắn nghĩ qua các loại khả năng không giúp ngao phong làm chủ là bởi vì ngao phong quen thuộc tình huống vô lượng viên hơn hắn để ngao phong tự mình châm trước lựa chọn mới là biện pháp tốt nhất thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới ngao phong sẽ ở dưới mọi người nhìn chằm chằm lấy phương thức như vậy vội vàng mang vào vô lượng viên nhiều người nhìn chằm chằm như vậy trước đó dưới tình huống không có bất kỳ chuẩn bị liền mang đồ vật vào không khỏi quá mạo hiểm đi mắng xong sau đó lại vội hỏi hắn mang đồ vật vào hiện trường có động tính gì không muốn không lo lắng ngao phong bị phát hiện sau đó bị tóm cũng khó trưởng lão nói thám tử truyền đến tin tức chỉ nói hắn mang đồ vật vào lúc đó hẳn là tất cả bình thường nếu có động tính dị thường gì mà nói thám tử truyền đến tin tức nhất định sẽ đề cập đương nhiên sau khi trận pháp phòng hộ của vô lượng viên đóng kín bên trong là tình huống gì bên ngoài sẽ không nhìn thấy lúc sau có dị thường gì hay không chúng ta không biết như hữu đạo nói sau đó trong vô lượng viên không có phái người đi ra lục soát trưởng lão nói không nhận được tin tức phương diện này như hữu đạo nói ngươi mới vừa nói sau khi cửa trận mở ra lúc người bên trong đi ra chạm mặt với khách tới ngao phong liền hạ thủ trưởng lão nói thám tử báo như vậy sẽ không có sai người chúng ta sẽ không báo loạn tình huống như hữu đạo nhắm mắt suy tư sau một lúc lâu mới mở mắt thở dài con mẹ nó, ra hỏa này đúng là rất biết bắt thời cơ. Hắc Vân ở một bên nghiêm mật quan tâm lập tức hỏi. Như thế nào, có vấn đề sao? như Hữu Đạo nói, hẳn là không ra vấn đề gì. Vô lượng viên ta ra vào qua, đối với bất kỳ người nào ra vào đều lục soát rất cẩn thận, cũng chính là nói thời điểm lục soát cực kỳ chăm chú. Nếu như người vô lượng viên phát hiện vấn đề gì, sẽ không chờ đến lục soát xong cũng không phản ứng, chờ đến đại trận đóng kín lại phản ứng khả năng không lớn, hẳn là bị hắn lừa qua hắc vân nói lá gan của ngao phong không nhỏ a à. nghiêu hữu đạo nói người dám ở hoang trạch tử địa làm trái quy tắc cướp đoạt lá gan có thể nhỏ sao nhát gan mà nói làm loại chuyện này ta cũng không dám dùng hắn tuy nói như vậy nhưng hắn vẫn có chút không yên lòng đi tới trước đống gỗ tìm một khúc gỗ rút kiếm chém đứt sau đó bắt đầu tu sửa tảng đá để ngao phong mang vào vô lượng viên là hắn một tay chế tạo phương diện thể tích hắn biết rõ tu sửa khúc gỗ đến kích cỡ không xê xích bao nhiêu, trực tiếp ném xuống đất. Bảo kiếm vào vỏ, nhiều hữu đạo vòng quanh khúc gỗ xoay chuyển hai vòng, dừng bước ở trước mặt, mũi chân hơi xúc, gỗ theo nhịp bước tiến vào trong trường bào. Đám người Hắc Vân nhìn nhau, biết vị này lặp lại hành vi của Ngao Phong, muốn nhìn xem có thể lộ ra kẽ hở bao lớn. Đồ vật đến giữa hai chân, nhiều Hiếu đạo cúi đầu nhìn hạ bàn, vật giấu ở hạ bàn không lo sẽ rơi xuống, lại không nặng bao nhiêu, chân hơi thi pháp liền có thể kéo được, then chốt là dấu đồ vật lớn như thế, làm sao cũng không dễ chịu. đồ vật hơi dài, gần như đẩy đến cuối bắp đùi, có thể tự tại mới là lạ. ngao phong cao hơn mình, có lẽ có thể thoải mái hơn chút. hắn thử đi hai bước, căn bản không có biện pháp đi bình thường, phải chậm rãi kiềm chế mới được. hắn quay đầu lại hỏi mọi người, như thế nào, có thể nhìn ra dị thường gì không? hắc phân cười ha ha nói, người mù mới không thấy được, chỉ cần hắn dám đi tới đi lui, nhất định sẽ bị phát hiện. Còn nữa, động tác giấu đồ vật không nhỏ, chỉ cần có người nhìn thấy, thì nhất định có thể phát hiện. chương 1628, hàng nhái vô lượng quả 2. Nghiêu hiểu đạo chắp tay phía sau, cơ hồ là lấy phương thức rẽ chân thẳng cứng hành tẩu, tận lực che giấu dị thường, chậm rãi đi mấy bước. Hắn dám làm như vậy, khẳng định là tìm được cơ hội. Hắc Vân nói, lấy loại phương thức này mang đồ vật vào vô lượng viên, khó tránh khỏi có chút khó bề tưởng tượng, lẽ nào ngươi không nghi ngờ trong đó sẽ có vấn đề gì sao? nghiêu hữu đạo nói ngươi hoài nghi cái gì hắc vân nói hắn có thể đã bán ngươi hay không cho nên mới dám lấy loại phương thức này mang đồ vật vào nghiêu hữu đạo trầm mặc sau đó chậm rãi lắc đầu loại khả năng này không lớn thật muốn bán ta phiêu miểu các đã sớm động thủ coi như có người muốn biết rõ ta lấy phương thức gì trộm vô lượng quả cũng sẽ không để hắn lấy loại phương thức này mang đồ vật vào sẽ lấy phương thức khác chặt chẽ phối hợp sẽ không đánh rắn động cỏ ngao phong này ta tiếp xúc mấy lần ta có hiểu biết, hắn còn không rõ ràng kế hoạch cụ thể của ta đối với hắn mà nói, chỉ cần còn có hy vọng thành công, chỉ ít sẽ trước tiên nhìn xem tình huống lại nói sớm bán ta, muộn bán ta, kết quả không có gì khác biệt, chỉ cần còn có hy vọng, hắn sẽ ngắm nhìn, trừ khi triệt để không nhìn thấy hy vọng, mới có khả năng bán ta. lần này ta cơ bản có thể kết luận hắn là lâm thời này lòng tham, nói cho cùng hắn quen thuộc tình huống nội bộ của vô lượng viên hơn chúng ta do hắn tự mình quyết định thời điểm nào động thủ cũng không có gì sai. Ta hiện tại lo lắng là, sau khi vô lượng viên đóng kín, thám tử không nhìn thấy tình huống bên trong. Nói đến đây, cúi đầu nhìn hạ bàn, lại thử nghiệm đi mấy bước. Chỉ cần đi lại, sẽ bị nhìn ra đầu mối, cũng không biết hắn có thể lừa qua được hay không. Hắn đã dám làm, ta hy vọng hắn có phương pháp qua được. ngẩng đầu nhìn hồ tộc dặn dò, để thám tử chú ý quan sát động tính ra vào của vô lượng viên, đợi lần sau ngao phong trực ban, chú ý hắn phải chăng có dị thường. Cũng truyền qua tin tức, ta muốn hắn giải thích cặn kẽ cử chỉ mạo hiểm lần này. Hắc phân gật đầu, âm một tiếng, đồ vật háng dưới Nghiêu Hữu Đạo rơi xuống đất, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, Nghiêu Hữu Đạo cũng đá một cước. Nếu sớm biết Ngao Phong là lấy loại phương thức này mang đồ vật vào, hắn sẽ nghĩ biện pháp tiến hành giám định năm cái xương sọ, phân biệt ra ba cái mà nói, thể tích sẽ nhỏ hơn rất nhiều, mang vào càng an toàn. Nhưng trước đó không biết, vì bớt đi phiền phức, hắn trực tiếp đưa hết qua có chút sự tình vốn là ngoài ý muốn hiện tại nghĩ nhiều cũng vô dụng chỉ có thể chờ tình huống bên vô lượng viên tộc trưởng ngoài động có hai trưởng lão hồ tộc nhanh chân đi tới hắc vân hỏi mang đồ vật tới chưa ở đây hai vị trưởng lão đường dài bôn ba quay về cởi xuống bao vải mở ra chỉ thấy trong mỗi bọc có một tảng đá lớn đùng đùng hai tảng đá bị đập ra lập tức có tia sáng màu đỏ nhu hòa tỏa ra mười hạt trâu to như nắm tay màu đỏ lăn ra hai vị trưởng lão nhặt 10 hạt châu lên dâng, Hắc Vân không có tiếp nhận, nhìn Ngưu Hữu Đạo hỏi. Đồ vật đến rồi, làm gì đây? Ngưu Hữu Đạo cầm lấy kiểm tra, đột nhiên thi pháp sờ một cái, két, hạt châu vỡ vụn ra. Mọi người kinh ngạc, không biết vì sao hắn phá hủy đồ vật khổ cực mới lấy được. Thấy hạt châu phá nát, hồng quang tỏa ra ảnh hưởng cũng không lớn, Ngưu Hữu Đạo khẽ vuốt cằm, dường như tương đối hài lòng, sau đó đi tới bên cạnh bàn đá, ra hiệu thả hạt châu ở trên bàn. Đồ vật đủ, nhiều hữu đạo đưa tay vào trong áo lấy ra một bao bố, mở ra, là một vài dao bảo gần nhất hắn tự tay chế tác. Người này là muốn làm gì? Hắc Vân hiếu kỳ, Nhiều hữu đạo không có giải thích, mà cắt một khúc gỗ, ngồi bên cạnh bàn đá, dùng dao bảo tước tước, sau khi tước ra đường nét đại khái, lại cầm đao điêu khắc, cấp tốc điêu khắc lên. Không bao lâu, một đồ vật to bằng nắm tay, giống như trái tim, mặt ngoài thô giáp được điêu khắc ra. Không xong, Nhiều hữu đạo tiếp tục lấy đao thi pháp đào chống nội bộ tượng gỗ. Sau khi hoàn công, Ngưu Hữu Đạo lấy mảnh vỡ bảo châu bị bóp nát, ném vào trong tượng gỗ. Dù vách ngăn trong tượng gỗ đã bảo rất mỏng, nhưng nội bộ tỏa ra hồng quang y nguyên không thể để hắn thỏa mãn. Đùng, tượng gỗ bị Ngưu Hữu Đạo bóp nát, chỉ thấy Ngưu Hữu Đạo lại tìm ở trong đống ngọc thạch, cầm một viên to nhỏ thích hợp, hình thức chế tạo giống như tượng gỗ. Sau khi làm ra đồ vật, lại ném mảnh vỡ bảo châu vào kiểm tra tính thấu quang, tốt hơn tượng gỗ nhiều, nhưng màu sắc không thể để hắn thỏa mãn. Đùng, lại bị hắn bóp nát cuối cùng lấy nhựa cây đến lần này hắn không có trực tiếp điêu khắc mà thi pháp đun mềm sau đó cấp tốc nhào nặn nặn nhựa cây ra hình dạng đại khái lại lần nữa tập trung mảnh vỡ bảo châu vào kiểm tra tính thấu quang kết quả làm hắn nhíu mày hiển nhiên còn không có thỏa mãn tỉ mỉ cân nhắc đồ vật trong tay một lúc như hữu đạo đứng dậy nhìn chung quanh bốc một nắm đất để ở trong lòng bàn tay quan sát không thỏa mãn tiện tay tung đất trong tay đứng lên đi ra ngoài động mới vừa đi tới hành lang bỗng dừng bước quay đầu nhìn chằm chằm vách đá ầm um, hắn bỗng nhiên vỗ lên vách đá một trường làm hang động vang ong ong năm ngón tay chảo một cái bụi đá tới tay lần nữa trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống nhiều cây bị hắn thi pháp làm mềm sau đó trộn bụi đá vào nhào nặn đợi hai loại đồ vật hỗn hợp đồng đều như hữu đạo lại nặn ra đường nét ném mảnh vỡ bảo châu vào kiểm tra lúc này trên mặt hắn rốt cục lộ ra nụ cười đưa tay nắm dao nhỏ cứ như vậy tỉ mỉ cẩn thận điêu khắc Đợi thành phẩm xuất hiện, ngoại hình có thể nói là giống vô lượng quả như đúc. Đám người hắc vân vây xem đã nhìn ra đầu mối, thằng này là làm giả vô lượng quả. Nhưng thành phẩm không thể để Như hữu đạo thỏa mãn, quan cảm không được, không có thần vận như vô lượng quả, như là một trái tim có thể khiêu động. Chuẩn bị nước đến, nghiêu hữu đạo hô lên một tiếng, nhanh đi, hắc vân lập tức nghiêng đầu ra hiệu, một tên trưởng lão cấp tốc rời đi, nghiêu hữu đạo thì lại đổ mảnh vỡ bảo châu ra, đục cái lỗ nhỏ, từ trên y phục kéo ra một sợi tơ cột lấy mảnh vỡ bảo châu. Nước được mang tới, Nghiêu Hữu Đạo nhận ấm nước, bắt đầu đổ nước vào trong vô lượng quả giả. Sau đó nhét mảnh vỡ bảo châu có treo sợi tơ vào lại, tỉ mỉ nhìn tính thấu ánh sáng, như Hữu Đạo nở nụ cười, cẩn thận thi pháp dung hợp. Đợi triệt để phong kín, như Hữu Đạo lại lấy đao cẩn thận điêu khắc, hoàn thiện hàng giả. Hoàn công, thả đao khắc xuống, Nghiêu Hữu Đạo tiện tay ném hàng giả ra ngoài, cười nói: Xem xem như thế nào, Hắc Vân tiếp tới tay, nắm ở trong tay nhìn nhìn, mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Ngược lại không phải bọn hắn gặp qua vô lượng quả, đời hồ tộc này chưa từng thấy qua, làm bọn hắn chố mắt ngoác mồm là đồ vật này cực kỳ sống động. Mặt ngoài lồi lõm, trong khe mơ hồ có hồng quang chảy ra, ở dưới quang cảm biến hóa, vật này như đang hô hấp, giống như trái tim khiêu động. Hắc Vân cầm nó có thể cảm giác được vẻ kỳ diệu này vì sao mà ra, hắn có thể cảm giác được mảnh vỡ bảo châu bên trong đang di động, Tiếng sáng dường như hô hấp kia chính là bởi vì mảnh vỡ bảo châu lay động ở trong nước, để người sản sinh ra ảo giác. Lại nhìn chạm trổ trên hàng giả, nhìn như thô ráp, mỗi một điểm thô giáp trên thực tế là người cố ý điêu khắc ra, tay nghề tinh xảo làm Hắc Vân thở dài nói. như Hữu Đạo, không nghĩ tới người còn có tay nghề như vậy." Nưu Hữu Đạo cười ha ha nói, "Từng có lúc cảm thấy hứng thú với hàng giả, tài mọn mà thôi, có thể nhập pháp nhãn của ngài chứ?" Hắc Vân nói, "Đồ vật là làm không tệ." Nhưng người hỏi chúng ta có được hay không vô dụng, chúng ta chưa từng thấy bộ dạng của vô lượng quả, đến tột cùng có giống hay không, trong lòng ngươi phải hiểu rõ mới được. Nghiêu hữu đạo nói, chỉ cần không đứng gần cầm lên tay xem, ở bề ngoài hẳn là có thể lấy giả đánh cháo. Lời nói không khiêm tốn, ở phương diện này, ta là hành gia. Hắc Vân nâng đồ vật trong tay quơ quơ, chương 1629, về quốc kinh biến. Nếu như ta đoán không sai, đồ vật này giống như hô hấp hẳn là mảnh vỡ bảo châu lay động sản sinh, nếu bất động mà nói, e là sẽ bị người nhìn ra vấn đề. Lẽ nào vô lượng quả cần lay động mới có thể sinh ra quang cảm sao? Như Hữu Đạo nói, cho nên ta mới treo mảnh vỡ ở bên trong, dễ dàng đung đưa sản sinh quang cảm, cộng thêm nước cũng là vì để quang cảm tỏa ra càng giống như thật, càng vì trì trệ cường độ mảnh vỡ ở bên trong đung đưa, tránh mảnh vỡ va chạm phát sinh động tĩnh dễ khiến người ta nhận ra. Còn có thể để người nhìn ra vấn đề hay không, tình huống hiện trường của vô lượng thụ ta quan sát qua vấn đề không lớn bởi vì có nha tướng thủ vệ chỉ cần có người tới gần nhà tướng sẽ lập tức hiện hình mà lúc nha tướng hiện hình khí thế sẽ tạo thành trình độ đung đưa nhất định đủ để mê hoặc người tiếp cận kiểm tra không ai tiếp cận kiểm tra mà nói quan cảm phải chăng bất động cũng không trọng yếu chính vì có hiện trường quan sát ước lượng sau khi ta từ vô lượng viên đi ra mới có tự tin mới lập tức tìm tới ngươi để ngươi chuẩn bị tài liệu hàng giả tình huống hiện trường Trừ khi ô thường tự mình giá lâm khống chế nhà tướng, bằng không người trong vô lượng viên chỉ có thể đánh giá bằng mắt. Nhà tướng lục thân không nhận, người khác căn bản không cách nào tới gần, cường hành tới gần mà nói, nhà tướng sẽ phá hủy vô lượng quả. Thật muốn xuất hiện tình huống có người tiếp cận vô lượng quả chạm tay kiểm tra, kia cũng không có biện pháp, hàng giả lại y thật cũng vô dụng, cho nên người lo lắng là dư thừa. Hắc vân lật xem đồ vật trên tay, người đã có nắm chắc, vậy tự nhiên là chuyện tốt. Còn muốn làm thêm 11 quả sao? Nghiêu Hữu Đạo nói, làm 12 quả, quả này chỉ là hàng mẫu thử nghiệm, điều khắc chính phẩm cần cẩn thận tinh xảo một chút. Còn có sợi tơ treo lơ lửng kia ta lo lắng ở trong nước ngâm lâu không bền chắc, các người tìm sợi tơ bền chắc một chút đi. Hắc Vân lập tức phát tay ra hiệu người đi làm, như Hữu Đạo lại lần nữa ngồi trở lại bàn đá, đánh lên tinh thần chế tác. Hắn không thể vẫn ngốc ở trong này, nếu không sẽ gây nên phiêu miểu các hoài nghi, nhất định phải dành thời gian hoàn công. Người khác đã gặp quá trình chế tác một lần, cũng bắt đầu ra tay phối hợp, từ trên vách đá lấy phấn, lấy nước, chuẩn bị nhửa cây, tận lực giảm thiểu thời gian cho Ngưu Hữu Đạo. Hoàng cung về quốc, thái úy nam nhân Ngọc tiến vào ngự thư phòng, nhìn Huyền Thừa Thiên cung kính hành lễ. Huyền Thừa Thiên cũng không khách khí, nhấc tay ra hiệu không cần đa lễ, trực tiếp nói: "Chấm triệu thái úy đến, là có chút việc muốn nói cùng thái úy." Thái úy nắm giữ quyền cao, vất vả nhiều năm, cũng là thời điểm nên hưởng phúc. Ý tứ của chấm, thái úy có minh bạch không? Đột nhiên đến cái này, trong lòng nam nhân Ngọc hơi hồi hộp một chút, này là muốn hắn giao ra binh quyền. Đáp ứng không phải, không đáp ứng cũng không phải, bị náo loạn trở tay không kịp, không khỏi hàm hồ nói. Thần minh bạch, thần trở về chuẩn bị ngay, huyền thừa thiên vừa nghe không khỏi bốc hỏa, sự tình này còn muốn chuẩn bị cái gì, chấm chỉ hỏi ngươi có đáp ứng hay không, sắc mặt nam nhân ngọc nghiêm nghị, chậm rãi chắp tay nói. Thần tuổi lớn, sợ so chậm chế quốc sự, khẩn cầu bệ hạ chọn hiền năng khác huyền thừa thiên nở nụ cười thái úy đã chủ động xin nghỉ chấm nhất định sẽ hảo hảo cân nhắc người lui xuống trước đi vâng thần xin cáo lui nam nhân ngọc chắp tay lùi về sau vài bước mới xoay người rời đi sắc mặt âm tình bất định huyền thừa thiên đang mỉm cười nhìn theo ai biết nam nhân ngọc còn chưa đi ra mấy bước hai bên đột nhiên lao ra thị vệ tại chỗ khống chế nam nhân ngọc huyền thừa thiên còn không phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì nam nhân ngọc giật mình quay đầu lại lớn tiếng nói bệ hạ Nói còn chưa dứt đã bị người che miệng lại, trong thị vệ có người rút kiếm, một kiếm đâm xuyên tim nam nhân ngọc. Nam nhân ngọc trừng lớn hai mắt, đầy mắt khó có thể tin, máu tươi từ ngực ồ ồ tràn ra. Huyền Thừa Thiên giật nảy cả mình đứng lên, hoảng sợ nói: "Các ngươi làm gì?" Một bóng dáng thướt tha bước nhanh ra, chính là Thường Quý phi, mang theo làn gió thơm đi tới. "Đại sự cỡ này, bệ hạ sao có thể có lòng dạ đàn bà?" Huyền Thừa Thiên cả kinh nói: "Là ngươi làm?" hắn đã đáp ứng chủ động xin nghỉ vì sao còn muốn giết hắn hắn đối với nam nhân ngọc đích xác là có chút bất mãn lúc trước muốn giải trừ binh quyền của nam nhân ngọc lại bị huyền vi ngăn cản khi đó liền gieo xuống khúc mắc vẫn canh cánh trong lòng nhưng hắn không dám dễ dàng sát hại chỉ cần nam nhân ngọc thuận theo là được bây giờ nam nhân ngọc đã đáp ứng bên này lại đột nhiên hạ sát thủ hắn thật không biết quay đầu lại nên bàn giao với hoàng tỷ như thế nào thường quý phi quỳ gối ở trước mặt hắn đau đớn nói bệ hạ hắn rõ ràng là qua loa ngài dẫm vào vết xe đổ lẽ nào ngài đã quên sao một khi để hắn xuất cung hắn sẽ lập tức đi tìm hoàng tỷ cáo trạng ngài cảm thấy hoàng tỷ sẽ đáp ứng sao nếu hoàng tỷ không đáp ứng nòng cốt trong quân về quốc phần lớn là tâm phúc của hoàng tỷ và nam nhân ngọc một tay để bạt chỉ cần hoàng tỷ vung cánh tay hô lên đại quân hưởng ứng ai có thể triệt tiêu nam nhân ngọc bệ hạ các nơi vạn sự đã chuẩn bị thỏa đáng chỉ kém một đạo ý chỉ của bệ hạ bây giờ đã giết nam nhân ngọc nếu như bệ hạ lại không hạ quyết tâm một khi thuộc cấp của nam nhân ngọc nghe tin tạo phản trong khoảnh khắc chính là đại quân vây cung a huyền thừa thiên hô hấp dồn dập nói bên hoàng tỷ làm sao bàn giao bệ hạ thường quý phi lớn tiếng nói chỉ cần bệ hạ nắm giữ binh quyền hoàng tỷ ngay cả hoàng cung cũng không vào được không cần đưa ra bàn giao chỉ cần bệ hạ nắm giữ binh quyền ngay cả tam đại phái của vệ quốc cũng phải đứng ở bên bệ hạ bệ hạ tin nam nhân ngọc qua đời giấu không được bao lâu tên đã lên dây không phát không được. Bằng không một mảnh thành khẩn của thần thiếp chính là tội chết, một khi bị hoàng tỷ đúng lúc khống chế lại cục diệt, không chỉ thần thiếp khó thoát khỏi cái chết, dưới cơn thịnh nộ e là hoàng tỷ ngay cả bệ hạ cũng phế bỏ. Bệ hạ, ngài mới là vua của một nước chân chính A. Từng kim sĩ sí từ trong hoàng cung bay ra, đi các nơi của vệ quốc truyền chỉ. Trong vụ phủ, trưởng lệnh kế nhiệm vụ phủ đột nhiên dẫn người đá văng cửa phòng, mọi người đồng thời nhảy vào. Khương Thạch Cơ đang lật xem tình báo đến từ các nơi cả kinh, cấp tốc vươn mình lăn tới bên giá kiếm, rút bảo kiếm chỉ vào người tới. Chu cáo, người muốn làm gì? Bây giờ chu cáo chính là trưởng lệnh vụ phủ. Sau khi huyền vi từng bước giao quyền, quyền khống chế vụ phủ đã giao cho huyền thừa thiên. Không ra ngoài ý muốn, huyền thừa thiên cũng dùng người của mình vào. Tuy Khương Thạch Cơ thoái vị, nhưng bị huyền vi an bài chức vị cung phụng của vụ phủ, từ trình độ nào đó cũng là giúp huyền vi quan tâm phương diện tình báo chu cáo giờ thánh chỉ trong tay, trầm giọng nói, bệ hạ có chỉ, Khương Thạch Cơ, người muốn kháng chỉ sao? Nhìn thấy thánh chỉ, Khương Thạch Cơ kinh nghi bất định, kiếm trong tay chậm rãi thả xuống. Nhân viên đi theo lập tức tiến lên, tại chỗ giam giữ Khương Thạch Cơ. Khương Thạch Cơ vốn còn muốn biết rõ xảy ra chuyện gì, ai biết chu cáo nhanh chân tiến lên, rút kiếm chém một phát, chém giết Khương Thạch Cơ tại chỗ. Ngay sau đó, chu cáo chỉ huy nhân thủ xuất kích, lấy thánh chỉ làm chỗ dựa, trắng trận tàn sát người của Khương Thạch Cơ, hoặc là nói thanh lý người của Huyền Vi ở trong vụ phủ. Không chỉ vụ phủ, toàn bộ kinh thành về quốc tựa hồ cũng rơi vào trong binh hoang mã loạn. Thuộc cấp tâm phúc của nam nhân Ngọc Cơ Hồ đồng thời gặp phải dụ giết, nói là kẻ khả nghi tạo phản. Một đạo thánh chỉ làm pháp sư hộ quốc trong lúc nhất thời không rõ xảy ra chuyện gì, chờ các pháp sư hộ quốc biết rõ là chuyện gì xảy ra, đã muộn rồi. Chương 1630, một mình tiến cung 1. Không chỉ kinh thành, trong cung vừa giết nam nhân Ngọc, liền lập tức đưa tin các nơi chờ mọi người phản ứng lại, không ít tướng quân đã chịu khổ độc thủ. Thật như thường quý phi nói, vạn sự từ lâu chuẩn bị thỏa đáng, hoặc là nói ở dưới người nào đó tỏa chấn, chỉ huy mưu đồ đã lâu, từ lâu ở mỗi tiết điểm chuẩn bị thỏa đáng, chỉ kém một đạo thánh chỉ của huyền thừa thiên mà thôi. Thiên vi phủ, đã bị đại quân bao vây, huyền vi nổi giận đùng đùng nhanh chân đi ra, quân thủ ngoài cửa chặn lại, tây môn tình không tức giận. Huyền vi kéo hắn lại, tiện tay rút bảo kiếm của đường nghi mượn dùng một chút, bay thẳng đến rừng đau thương, lạnh lùng nói. Ai dám ngăn cản ta, thủ vệ không dám mạo phạm, đối mặt nàng từng bước áp sát, càng tập thể lùi về sau. Tướng lĩnh vừa nhận chức nhìn chung quanh một chút, phát hiện chỉ còn mình đối mặt, lập tức quay đầu lớn tiếng nói. Không cho phép lùi về sau, huyền vi phát tay chém ra một kiếm, cổ của tướng quân kia phun ra máu tươi, phun hết lên mặt huyền vi. Tướng quân kia che cổ, ầm ngã xuống đất, trên mặt huyền vi máu tươi tí tách, như mang theo huyết hoa, vẻ mặt sơ sắc tiêu điều, điều, nâng kiếm mở đường, đại quân vây nhốt chủ động nhượng ra một con đường. Vừa đi ra khỏi đại quân vây nhốt, Huyền Vi đi tới trước một kỵ binh, kỵ sĩ bị nàng vung kiếm chỉ tay, sợ đến tranh thủ buông dây cương ra lui lại. Huyền Vi đoạt ngựa, làn váy bay múa, trong nháy mắt xoay người lên ngựa, một tay nắm dây cương, chiến mã tại chỗ xoay hai vòng, lại vung kiếm chỉ về phía thị vệ theo nàng từ thiên vi phủ lao ra, lạnh lùng nói. Các ngươi lập tức lao tới các phủ, truyền lệnh bách quan, hỏa tốc đi hoàng cung gặp ta. Vâng, bọn thị vệ lĩnh mệnh, sau đó tứ tán, dồn dập cướp chiến mã của đại quân, chiến mã hí lên, tiếng vó ngựa gấp gáp tứ tán. Thống lĩnh đại quân bị Huyền Vi chém giết tại chỗ, trong quân không đầu, cũng không người dám phát hiệu lệnh, đại quân trơ mắt nhìn người của Huyền Vi đoạt ngựa rời đi, đối mặt Huyền Vi không ai dám phản kháng. Một màn này đối với Tây Môn Tình không hơi có xúc động, trước hắn được biết Thiên Vi phủ bị vây, vốn còn muốn chuẩn bị bảo hộ Huyền Vi giết ra khỏi trùng vây, ai biết căn bản không cần. Huyền Vi thậm chí bảo hắn tránh ra, chỉ mượn bảo kiếm của Đường Nhi dùng một lát, một người một kiếm, liền chấn nhiếp loạn quân không dám động đậy. Truyền lệnh thị vệ xong, Huyền Vi một thân máu tươi tay cầm dây cương, vung kiếm thúc ngựa, chiến mã lập tức lao nhanh. Một người một kiếm một ngựa, váy dài bay múa ở trong gió, tay nhỏ nâng kiếm thẳng đến hoàng cung. Tây môn tình không lắc người, bay lượn đi theo. Đường Nhi vung tay lên, xuất lĩnh đệ tử thượng thanh tông lắc mình đuổi theo ở trên nóc nhà hai bên chạy như bay tùy tùng hộ vệ cách thiên vi phủ không xa có một khách điếm trong phòng khách trên lầu thiệu bình ba tóc mai điểm bạc đứng chắp tay thông qua cửa sổ vẫn quan sát được động tĩnh của thiên vi phủ hắn đến vệ quốc sau khi bố trí kỹ càng tất cả liền tự mình đến kinh thành vệ quốc tọa trấn chỉ huy tất cả hết thảy đều trải qua hắn kín đáo chủ tính chính vì hắn chủ tính người của Huyền Thừa Thiên mới có thể đúng lúc chuẩn xác xử trí nhiều tướng lĩnh dưới trướng của nam nhân Ngọc như vậy. Mắt thấy Huyền Vi trấn nhiếp loạn quân đi ra, Thiệu Bình Ba nói thầm một tiếng. Không hổ là trụ cột vệ quốc, thủ quân ở hoàng cung sợ là cản không được nàng. Thiệu Tam tỉnh nói, sớm biết như vậy nên an bài người ám sát. Thiệu Bình Ba nói, vận dụng đại lượng tu sĩ mà nói, chưa nói tới có thể ám sát thành công hay không, một khi kinh động Tam đại phái của vệ quốc, một khi để Tam đại phái của vệ quốc ý thức được là ngoại địch làm loạn, có tu sĩ của tam đại phái hộ vệ, liền không cách nào thuận lợi giải quyết những tướng lĩnh kia. Còn có khả năng kinh động tam đại phái của vệ quốc khẩn cấp đưa tin các nơi phòng bị, chúng ta phải tranh thủ thời gian cho các nơi. Hiện tại tam đại phái của vệ quốc hẳn còn không phản ứng lại là xảy ra chuyện gì, chỉ sẽ cho rằng là hai tỷ đệ tranh quyền. Đợi đến tin tức truyền ra, chờ thời điểm bọn hắn minh bạch là xảy ra chuyện gì, đã muộn rồi. Đúng lúc này một người ăn mặc giống như tiểu nhị bước nhanh lên lầu, giao cho thiệu tam tỉnh một bước mật thư, Thiệu Tam tỉnh xem qua nội dung trong thư, lập tức nhìn Thiệu Bình Ba bẩm báo nói. Đại công tử, ý chỉ của huyền thừa thiên đã phát ra ngoài. Tốt, Thiệu Bình Ba khẽ vuốt cằm, lập tức thông báo người của chúng ta, đợi các nơi vừa có động tính, liền cấp tốc tản lời đồn vào trụ sở các quân của vệ quốc, nói huyền thừa thiên vì nắm giữ binh quyền, đã giết nam nhân ngọc, cũng khám nhà diệt tộc một đám tướng lĩnh theo nam nhân ngọc. Huyền Thừa Thiên muốn thanh tẩy tướng sĩ dưới trướng Huyền Vi và Nam Nhân Ngọc. Đồng thời truyền tin tức về Tấn Quốc, nói cho bệ hạ vạn sự đã chuẩn bị đại quân có thể bắt đầu tập kết rồi vâng thiệu tam tỉnh lĩnh mệnh rời đi đứng ở cửa sổ nhìn thiên vi phủ tâm tư của thiệu bình ba cuồn cuộn vừa nãy hắn nhìn thấy đường nghi không nói qua lại với đường nghi nhìn thấy đường nghi thì nghĩ đến ngưu hữu đạo bây giờ ngưu hữu đạo ở trong thánh cảnh tình huống cụ thể hắn không biết người ở hậu trường cổ vũ bày kế để hắn phát động chiến sự kia đến nay không có cho hắn bất kỳ hồi âm tiếng mở cửa vang lên thiệu tam tỉnh đi vào đi tới bên cửa sổ thấp giọng nói. Hai người trong cung đến rồi, thiệu bình ba lạnh nhạt nói. Vào đi, vâng, thiệu tam tỉnh đáp lại, xoay người mở cửa, vất tay ra hiệu. Hai người che ở trong đấu bồng đen, không thấy rõ khuôn mặt đi vào, hai người vừa tiến vào, trong phòng dần dần tràn ngập mùi thơm son phấn của nữ nhân. Hai người đi tới phía sau thiệu bình ba, đồng thời sốc lên đấu bồng che đầu, là hai dung nhan xinh đẹp, chính là thường quý phi và tang quý phi cực kỳ được vệ quân sủng ái sau khi hai người lộ mặt rõ ràng có chút khẩn trương sợ sệt, song song quỳ xuống, cùng kêu lên nói. Bái kiến đại nhân, thiệu bình ba đưa tay đóng cửa sổ, xoay người, ở trên cao nhìn xuống hai người nằm dạp trên mặt đất, ôn hòa nói. Đứng lên đi, lúc này nhị nữ mới bỏ lên, chỉ nhìn thiệu bình ba một cái liền cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Thiệu bình ba nói, các ngươi làm không tệ, cực khổ rồi. Hai người vội nói, tạ ơn đại nhân tán dương. Thiệu bình ba nói, giấy không thể gói được lửa, sự tình vừa ra, huyền vi sớm muộn sẽ phát hiện, đến thời điểm nàng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ta nói chuyện giữ lời, sau khi sự thành sẽ tiếp các ngươi rời đi, sẽ không qua sông đoạn cầu. Hai người lại nói, tạ ơn đại nhân, thiệu bình ba rũi tay chỉ vào xiêm y trên thân hai người, ra hiệu một thoáng. Cởi ra đi, nhị nữ nhìn nhau, cuối cùng chậm rãi nới dây lưng, mới cởi áo ngoài xong, ở dưới thiệu bình ba ra hiệu, hai người cởi hết cả nội y trên người dù sớm thông hiểu sự tình nam nữ, nhưng dáng vẻ này vẫn để các nàng rất không dễ chịu. Thân thể uyển chuyển, tinh xảo mê người, không cô phụ khuôn mặt kiều diếm kia của hai người, ngay cả thiệu tam tình ở bên cạnh xem cũng có chút huyết mạch căng phồng, hầu kết khô khốc. Nhị nữ trần chuồng, cảm giác bại lộ như vậy có chút mê người. Các nàng không phải lần thứ nhất cởi sạch ở trước mặt thiệu bình ba, khi các nàng được tuyển chọn, lần thứ nhất được mang tới trước mặt thiệu bình ba, thiệu bình ba liền để các nàng cởi sạch không có bất kỳ hành động gây rối nào với các nàng, chỉ xoay quanh thưởng thức thân thể của các nàng, xác thực mà nói là như xem kỹ. Thiệu Bình Ba vừa thưởng thức vừa nói, không để các ngươi có con với huyền thừa thiên, cũng là vì tốt cho các ngươi, không muốn các ngươi có giảng buộc, nếu không sẽ hại các ngươi. Tư thái bảo dưỡng không tệ, so với trước đây càng trắng mịn, xem ra điều kiện trong cung đích xác rất tốt. Được rồi, mặc y phục vào đi, sau đó ta sẽ dẫn các ngươi rời về quốc. Chương 1631, một mình tiến cung hai. Vâng, nhị nữ đáp lại, nhặt lên xiêm y trên đất, mang theo ngượng ngùng sợ hãi mặc vào. Dư quang trong mắt hai người thỉnh thoảng nhìn lén Thiệu Bình Ba, hai người ngược lại hy vọng Thiệu Bình Ba có ý đồ không an phận, sau đó làm chút gì với các nàng, như vậy mà nói, các nàng ngược lại có cảm giác an toàn. Thế nhưng từ thần sắc phản ứng của Thiệu Bình Ba không nhìn ra bất kỳ dị thường, làm các nàng càng ngày càng sợ hãi. Sau khi mặc tốt, ở dưới Thiệu Bình Ba nghiêng đầu ra hiệu, Thiệu Tam Tỉnh đưa hai người ra ngoài. Sau khi trở về, Thiệu Tam Tỉnh hỏi, "Đại công tử thật muốn dẫn các nàng rời đi?" Thiệu Bình Ba nói, "Ngươi muốn diệt khẩu?" Thiệu Tam Tỉnh nói, "Lẽ nào còn giữ các nàng sao?" Thiệu Bình Ba nói, "Ta nói rồi, giấy không thể gói được lửa, Huyền Vi sớm muộn sẽ phát hiện là các nàng giở trò, diệt khẩu hay không không trọng yếu." Thông báo người của Hắc Thủy Đài, an bài chúng ta rời đi, đến Tề Kinh. Cửa cung đóng chặt, thủ quân cung thành dương cung bạt kiếm. Vô luận huyền vi gọi hàng như thế nào, cửa cung vẫn không mở, tây môn tình không muốn cường hành phá cửa cung, lại bị tu sĩ thủ hộ ở trong hoàng cung ngăn lại. Trưởng lão tam đại phái tỏa chấn hoàng cung cũng ở dưới cửa cung, dẫn người ngăn ở trước mặt đám người huyền vi, một người chỉ vào tây môn tình không cảnh cáo nói. Tây môn tình không, người dám động thủ thử một chút xem. Huyền vi đưa tay ngăn cản tây môn tình không, ba vị trưởng lão, ta chỉ muốn gặp bệ hạ, ta chỉ muốn biết vì cái gì hắn làm như vậy. Linh hư phủ trưởng lão nói, bệ hạ nói không muốn gặp ngươi, tướng công, người tay cầm bảo kiếm sát khí hừng hực, một mặt máu tươi, là dáng vẻ đến hỏi sao. Huyền vi tức giận nói, kinh thành đại loạn, lẽ nào đây là tam đại phái các ngươi muốn nhìn thấy sao? Trưởng lão thủ chính các nói, tướng công, tỷ đệ các ngươi nháo thành như vậy, ai đúng ai sai chúng ta không tiện nói gì, chúng ta đã đưa tin tông môn, ai đúng ai sai chờ đợi tông môn quyết đoán, Huyền Vi giận dữ cười nói, chờ tông môn quyết đoán, kinh thành loạn, thế tất lan đến toàn bộ vệ quốc, không nhân lúc hiện tại khống chế cục diện, còn muốn chờ tông môn các ngươi trả lời. Trưởng lão Đại Nhạc Sơn nói, nữ tướng, hiện tại nên do ai khống chế cục diện, không phải ngươi định đoạt, chúng ta không thể lại để tỷ đệ các ngươi tự giết lẫn nhau, nếu không sẽ làm cho cả vệ quốc đại loạn. Huyền Vi, chúng ta không muốn làm khó ngươi, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất là hồi phủ chờ tin tức. Ngươi yên tâm, bên bệ hạ chúng ta đã khống chế lại, hắn sẽ không sằng bậy nữa, phía sau do tam đại phái tới xử trí. Phía sau lục tục còn có tiếng vó ngựa chạy đến, huyền vi quay đầu nhìn lại, ở dưới nàng truyền lệch, bách quan trong chiều đã khẩn cấp chạy tới, lục tục tập hợp, từng cái từng cái kinh nghi bất định. Rất rõ ràng là, đến cơ hồ đều là quan văn, mà những khuôn mặt quen thuộc trong võ quan cơ hồ không thấy. Này để nàng ý thức được không bình thường, nội tâm sản sinh lo lắng, lập tức quay đầu lại, quả đoán nói ba vị trưởng lão nếu các ngươi lo lắng ta sẽ làm ra sự tình bất lợi với bệ hạ ta không mang theo bất kỳ người nào ta một người tiến cung gặp bệ hạ như vậy các ngươi yên tâm chưa dứt lời ném bảo kiếm lại cho đường nghi tây môn tình không lớn tiếng nói không thể tình huống trước mắt này hắn nào có thể yên tâm để huyền vi một người tiến cung một khi có biến bên người huyền vi ngay cả người bảo hộ cũng không có chết chắc rồi huyền vi nhấc tay thấp giọng nói ngươi yên tâm cục diện trước mắt bọn hắn không dám giết ta vô luận bệ hạ có nắm quyền hay không đều cần ta phối hợp ta vừa chết chiều cục đại loạn gây hỏa tới toàn bộ vệ quốc không phải tam đại phái muốn nhìn thấy không được tây môn tình không cự tuyệt huyền vi đột nhiên lớn tiếng nói thế cục có biến lúc nào cũng có thể sẽ làm cho cả vệ quốc đại loạn ta nhất định phải mau chóng biết rõ là chuyện gì xảy ra tây môn tình không ngơ ngác nhìn nàng này là lần thứ nhất nữ nhân này giống hắn huyền vi dứt khoát quay đầu lại người đầy vết máu một thân một mình đi đến, mặc kệ đối phương có đáp ứng hay không, nàng cứ như vậy một mình đi tới, dứt khoát giao sinh tử của mình cho những người không xác định kia. Bách quan ngơ ngác nhìn nàng, không ít người trên mặt mang theo bi phẫn. Gò má tây môn tình không căng thẳng, năm ngón tay nắm chặt chuôi kiếm. Đường nghi cắn môi, cũng không biết nên như thế nào cho phải, nhưng nàng rõ ràng một điểm, thượng thanh tông thân là thế lực của huyền vi, một khi huyền vi xảy ra sự tình, vệ quốc không còn đất đặt chân của thượng thanh tông. Trưởng lão tam đại phái thì hai mặt nhìn nhau, đi tới trước mặt ba người, huyền vi nói năng có khí phách. Mang ta tiến cung, ta muốn gặp bệ hạ, đối mặt nữ nhân giao sinh tử cho bọn hắn này, đối mặt bách quan bi phẫn, trưởng lão tam đại phái cũng tìm không ra lý do cự tuyệt. Cuối cùng nhân viên của tam đại phái bay trở về cung, huyền vi cũng bị bọn hắn dẫn theo. Người phía dưới trơ mắt nhìn huyền vi biến mất ở xa xa. Bệ hạ, tướng công đến rồi, một tên thái giám chạy vào điện khẩn cấp thông báo một tiếng a à, huyền thừa thiên đang lo lắng bồi hồi kinh hãi đến biến sắc thần sắc phản ứng kia giống như bị xét đánh thường quý phi nói cho hắn chỉ cần nắm giữ binh quyền trong kinh hoàng tỷ liền không làm gì được hắn chỉ cần nắm giữ binh quyền trong kinh hoàng tỷ ngay cả vào hoàng cung cũng không được chỉ cần nắm giữ binh quyền ngay cả tam đại phái cũng phải triệt để ngã về bên hắn đạo lý là không sai hắn cũng rất tán thành bởi vậy mới làm ra quyết đoán thế nhưng hoàng tỷ làm sao tiến cung không biết cảm nhận của hắn sau khi thường quý phi gây chuyện xong liền chạy, đơn giản như vậy liền có thể khống chế được huyền vi, ngay cả thường quý phi cũng không tin. Huyền thừa thiên đang không biết nên trốn đi đâu, ngoài cửa một đám người nhanh chân đi vào, người cầm đầu chính là huyền vi. Phía sau huyền vi là một đám tu sĩ tùy tùng, là tu sĩ tam đại phái chấn thủ hoàng cung. Huyền vi nhanh chân vào điện, đặc biệt là cả người huyền vi đầy vết máu, huyền thừa thiên sợ đến từng bước lùi về sau, khí thế trên người huyền vi làm hắn cảm giác như muốn nuốt sống hắn. Không phải đã phái binh vây nhốt Thiên Vi phủ sao? Hoàng tỷ làm sao đi ra? Không phải đã hạ lệnh đóng cửa cung nghiêm mật phòng thủ sao? Hoàng tỷ làm sao đi vào? Chỉ cần nắm giữ binh quyền Tam Đại phái không phải sẽ ngã về bên này sao? Vì cái gì đều đi theo phía sau Hoàng tỷ, tưởng tượng rất hay, cảm thấy sẽ theo lý tưởng, nhưng hiện thực là tàn khốc như vậy, làm Huyền Thừa Thiên kinh hoàng đến cực điểm. Lùi tới vách tường, lùi không thể lui đối mặt đệ đệ kề sát ở vách tường vẻ mặt sợ sệt huyền vi đau lòng nhức óc nói vì cái gì phải làm như vậy vì cái gì huyền thừa thiên lẩm bẩm một tiếng bỗng nhiên cười thảm nói là ngươi buộc ta huyền vi nói ta buộc ngươi ta buộc ngươi cái gì ta ở địa phương nào ép ngươi huyền thừa thiên đột nhiên đứng thẳng hai tay vung lên ta tính là hoàng đế gì người nào không biết quân chính của toàn bộ vệ quốc ở trong tay ngươi khống chế ta chỉ là trang trí ta chỉ là một tấm bình phong ngươi đẩy ra để che lấp dã tâm của mình mà thôi Huyền Vi đau lòng nói, ta chưa bao giờ có ý nghĩ này, ta đang giao quyền cho ngươi, lẽ nào ngươi không nhìn thấy? Huyền Thừa Thiên nói, giao quyền, giao quyền gì, ta phân công quan viên, chỉ cần ngươi không thỏa mãn, tùy thời có thể đuổi đi, này chính là ngươi giao quyền. Nếu ngươi thật muốn giao quyền, nên triệt để lui ra. Âm điệu gần như rít gào, Huyền Vi thống khổ lắc đầu nói, ngươi từ nhỏ hoang đường ham chơi, tùy tiện tiếp nhận triều chính không tránh khỏi có địa phương cân nhắc không chu đáo, quốc gia đại sự không phải trò đùa, không thể tùy hứng mà làm, ta chỉ có thể tiến lên dần dần chậm rãi buông tay. chương 1632, tha rằng giết sai, không thể buông tha. Mượn cớ, này đều là mượn cớ của ngươi. Huyền thừa thiên như dã thú bị phát cuồng giết gào, tâm tình triệt để mất khống chế. Lập tức có hai tên tu sĩ tiến lên khống chế hắn. Huyền vi quay đầu lại nhìn một tên thái giám hò hét nói. Lập tức gọi Khương Thạch Cơ tới gặp ta, nàng muốn thông qua vụ phủ hiểu rõ tình huống. Nhưng mà rất nhanh được tin tức, Khương Thạch Cơ đã bị giết. Không chỉ Khương Thạch Cơ, nàng muốn triệu tập một chút tướng lĩnh mau chóng ổn định thế cục kinh thành, kết quả phát hiện những tướng lĩnh kia cũng gặp độc thủ. Cơ hồ trong cùng một lúc ngộ hại, này rõ ràng là trải qua kế hoạch kín đáo, lúc hạ thủ khắp mọi mặt vừa vặn, này căn bản không giống như Huyền Thừa Thiên có thể bố trí ra. Đối mặt Huyền Vi thuyết phục, người Tam Đại phái cũng ý thức được không đúng, lập tức tra là ai bố trí. Huyền Thừa Thiên biết một khi mình nói ra sẽ giống như thường quý phi nói, hoàng tỷ sẽ không bỏ qua cho các nàng vì bảo hộ nữ nhân của mình, hắn vậy mà biểu hiện rất nam nhân, chết không mở miệng. có tam đại phái phối hợp, rất nhanh bắt được những thị vệ sát hại nam nhân ngọc, dưới ép hỏi, những thị vệ này bàn giao đều là thường quý phi và tăng quý phi xúi dục. đừng nghe thị vệ nhận tội, huyền thừa thiên hoàng rồi, phù phù quỳ xuống, gần như bỏ đến dưới chân huyền vi ôm chân nàng nói, hoàng tỷ người buông tha các nàng, các nàng vô tội hết thảy đều là ý tứ của ta, các nàng chỉ chiếu theo ý tứ của ta hành sự. Các nàng là nữ nhân của ta, là đệ muội của ngươi, tỷ tỷ, ta cầu ngươi, ta cầu ngươi buông tha các nàng đi. Nhìn thấy hoàng đế như vậy, trưởng lão tam đại phái đều đen mặt, nếu như không phải không làm chủ được, bọn hắn hận không thể làm thịt đối phương. Ngược lại không phải ghét bỏ hắn uất ức không ra dáng hoàng đế, mà là tiện thể bắt được sự kiện khác, không chỉ nhằm vào kinh thành, cầu hoàng đế này đã hướng toàn quốc truyền đạt một thánh chỉ tương tự rất hiển nhiên, tương tự như kinh thành, ở trong bóng tối bố trí rất có khả năng đã chuẩn bị tốt từ lâu. Thanh tẩy quân sự toàn bộ về quốc không phải chuyện nhỏ, không ra đại sự mới lạ, trưởng lão của Tam Đại phải ý thức được tình thế nghiêm trọng. Có nằm mơ cũng không ngờ, dưới tình huống có họa ngoại xâm, hoàng đế nào sẽ hố mình như vậy. Vì đoạt quyền ngay cả nồi cơm của mình cũng đập, đây là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cũng chính vì như thế mới bị người chui chỗ trống. Huyền vi suýt chút nữa té xỉu, gần như lung lay sắp đổ, chân lại bị đệ đệ ôm lấy. Sau khi hơi tỉnh táo, Huyền Vi nhấc chân đạp một cái, vi phẫn nói. Cút, Huyền Thừa Thiên ngã ngửa trên mặt đất, lại liên tục lăn lộn, còn muốn ôm cầu, lại bị người tam đại phái ngăn cản. Trưởng lão thủ chính các nhìn Huyền Vi trầm giọng nói. Tướng công, người nhanh ra mặt mau chóng ổn định thế cục, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Này là có người hữu tâm bố cục, người ta đã sớm chuẩn bị tốt, muốn đoạt thánh chỉ về sợ là đã muộn, người ta lợi dụng chính là thời gian sai lệch, Huyền Vi đau buồn lắc đầu, nhưng vẫn phải thử một chút, lớn tiếng nói. Tam đại phái lập tức đưa tin tu sĩ theo các quân, gặp nhân viên truyền chỉ không được tuân chỉ, coi người truyền chỉ giống như phản loạn, lập tức bắt lại. Nhanh đi, trưởng lão tam đại phái lập tức phất tay gấp hết, Huyền Vi tiếp tục nói. Bằng vào danh nghĩa của ta truyền lệnh chú quân các nơi, có người giả truyền thánh chỉ, không được tuân chỉ. Truyền lệnh biên quân nghiêm mật quản chế hướng đi của địch quốc, phát hiện dị thường hỏa tốc đăng báo. Lệnh quan viên địa phương các nơi tăng mạnh quản chế, phòng bị có người nhân cơ hội làm loạn. Truyền đạt xong từng đạo từng đạo chỉ lệnh, Huyền Vi lại quay đầu nhìn đệ đệ, trầm giọng nói: "Tu sĩ Tam Đại phái hiệp đồng cấm quân, lập tức lục soát toàn bộ hoàng cung, bắt hai tiện nhân kia tới cho ta." "Đừng, hoàng tỷ," Huyền Thừa Thiên kêu thảm thiết cầu xin. Huyền Vi vung tay, trực tiếp rời đi. Trước khi ra điện, trưởng lão Đại Nhạc Sơn chỉ vào Huyền Thừa Thiên, trầm giọng bàn giao đệ tử: "Không cho phép hắn đi ra nửa bước." cửa cung mở ra tây môn tình không tiến cung bách quan cũng tiến cung trên triều đình chỉ huy không phải huyền thừa thiên mà là huyền vi một thân máu tươi đứng ở trung ương nàng đối mặt bách quan cấp tốc bố trí các loại truyền đạt bách quan lĩnh mệnh xong gần như dồn dập rời đi khẩn cấp chấp hành trưởng lão tam đại phái âm thầm cảm khái may mà có nữ nhân này tình thế mới có thể đâu vào đấy chấp hành xuống bằng không ai nghe ai sau khi sự tình phát sinh không loạn mới lạ hậu cung thậm chí toàn bộ hoàng cung trắng trận tìm tòi, cũng không phát hiện tung tích của thường quý phi và tang quý phi. Nhận được bẩm tấu, huyền vi lạnh lùng nói, nghiêm tra các cửa cung, chỉ cần có người ra vào cửa cung, thủ vệ trực ban đều bị bắt lại thẩm tra. Vâng, thống lĩnh cấm quân cấp tốc lĩnh mệnh rời đi, không quá lâu, liền tra ra tung tích của thường quý phi và tang quý phi, hai người đã rời đi từ lâu, hướng đi không biết. Bởi vì hai người được hoàng đế sủng hạnh, ở trong cung phát triển một vài tâm phúc của mình không khó, này cũng là nguyên nhân hai người có thể thuận lợi rời cung thủ vệ cửa cung còn có thái giám hầu hạ mặc kệ có tham dự sự tình này hay không hết thảy bị bắt tới từng cái từng cái bị nhấn quỷ gối ở dưới đại điện đã chạy rồi sắc mặt huyền vi khó coi này càng ngày càng chứng minh là họa ngoại xâm ở trong nội bộ vệ quốc làm loạn ở trên cao nhìn xuống huyền vi lạnh như băng nói chưa được ý chỉ tự ý thả phi tử rời cung tội đáng muôn chết xử tử toàn bộ tướng công tha mạng phía dưới nhất thời khóc suốt mướt xin tha, huyền vi không hề bị lay động, tùy ý cấm quân lôi đám người kia đi hành hình. Ngoại địch họa loạn hậu cung, thời khắc này không thể lưu mầm họa, thà giết sai, cũng không thể buông tha. Mỹ nhân hậu cung, mặc kệ lai lịch gì, mặc kệ xuất thân gì, kể cả hết thầy thị nữ, thái giám trong hậu cung, không giữ lại ai, rảo sát tất cả. Huyền vi hờ hứng hạ lệnh, gió thổi làn váy tung bay, nhưng thổi không tiêu tan lạnh lẽo trong mắt nàng, lộ ra khắc cốt vô tình. Tây môn tình không bỗng nhiên quay đầu lại nhìn nàng, cực kỳ khiếp sợ, như không nhận thức nàng vậy. Trưởng lão tam đại phái cũng thay đổi sắc mặt, sau đó hai mặt nhìn nhau, nhưng không người có bất kỳ dị nghị, không ai ngăn cản. Có lẽ rất tàn nhẫn, nhưng bọn hắn đều biết, thời điểm này trung tâm quyền lực của vệ quốc không thể lại có chuyện, thường quý phi và tăng quý phi đến tột cùng có bao nhiêu đồng đảng, nhất thời sợ là cha không rõ ràng, từng cái từng cái cha xuống còn không biết phải cha bao lâu. Hiện tại nào có tinh lực đi để ý, có lẽ đầu xuôi đuôi lọt mới là biện pháp tốt nhất. Không chỉ không ngăn cản, đệ tử tam đại phái trái lại còn toàn lực phối hợp. Rất nhanh, nhiều đội cấm quân từ các cửa vọt vào hậu cung, ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu sợ hãi liên miên vang lên, không dứt bên tai, máu tanh bắt đầu tràn ngập toàn bộ hoàng cung. Quan văn vệ quốc không chịu tổn thất gì, bị độc thủ đại thể là võ tướng, không phải kẻ địch không muốn hạ thủ với những quan văn kia, mà là quy mô quá lớn, nhân thủ kẻ địch có thể điều khiển không đủ, này là phán đoán của huyền vi huyền vi cũng ý thức được này là phá hoại nhằm vào quân đội vệ quốc nhưng sự tình huyền vi lo lắng nhất vẫn phát sinh chờ tin tức truyền đạt đến các nơi đã muộn các tướng lĩnh hoặc gặp độc thủ hoặc có quan hệ tốt với tu sĩ hộ vệ ở dưới tu sĩ trợ giúp liều mạng kháng lệnh bảo đảm một mạng tình huống sau đó hoặc thoát thân rời đi hoặc cầm binh tự lập càng trí mạng là lời đồn xuất hiện nói huyền vi và huyền thừa thiên tranh cướp binh quyền đều muốn tàn sát người đối phương làm người chấp hành thánh chỉ của huyền thừa thiên đều rơi vào trong khủng hoảng. chương 1633, đánh muộn không bằng đánh sớm. Thiệu Bình Ba làm rất nhiều chuẩn bị, đào tàu liền thôi, cầm binh tự lập lại có người đúng lúc can dự chiêu hàng, nói chút người của ngươi căn bản không cách nào đối kháng đại quân của triều đình, sớm muộn chỉ có một con đường chết, có chút tướng lĩnh bị thuyết phục, ngang nhiên nương nhờ vào tấn quốc. Mà nhân mã tấn quốc mưu đồ đã lâu rốt cục không che lấp nữa, bắt đầu hỏa tốc tập kết, cấp tốc tiến quân về phía biên cảnh về quốc hai tỷ đệ tranh quyền dẫn đến vệ quốc đại loạn, thiên hạ khiếp sợ. Chí ít mới bắt đầu ở trong mắt người ngoài là như vậy, là tỷ đệ tranh quyền gây nên. Mà huyền vi tàn sát hậu cung vệ quốc, càng làm trong ngoài vệ quốc phát sinh tin tức mãnh liệt, vệ quân đã không ràng buộc được nàng, nàng đã chính thức khống chế vệ quốc, cũng đạt được tam đại phái của vệ quốc chống đỡ. Theo tình huống lục tục lộ ra, cộng thêm tấn quốc đúng lúc tập kết quân đội, các nước đều ý thức được, vệ quốc nội loạn là tấn quốc dở cho quỷ, Tấn Quốc vẫn làm các nước kiên kỵ rốt cuộc lại lộ ra răng nhanh dữ tợn. Chỉ là lần này Tấn Quốc không giống dĩ vãng cường thế tấn công, trước tiên dùng thủ đoạn xảo trá làm loạn nội bộ về quốc, sau đó đại quân lao thẳng tới. Thám tử vụ phủ một ngày mấy lần liên báo hướng đi của đại quân Tấn Quốc, làm thần kinh vệ quốc căng thẳng lên. Huyền Vi đã trước tiên khẩn cấp động viên quân đội, biểu thị trước đó tất cả là âm mưu của Tấn Quốc, chỉ cần đồng tâm hiệp lực kháng địch, trước đó hết thảy đều không đáng truy cứu, vội vàng ra lệnh đại quân chuẩn bị chiến tranh nhưng nam nhân ngọc chết, cùng với một chút chiến tướng đắc lực của vệ quốc chết, trung quy làm cho sức chiến đấu của quân đội vệ quốc tổn thất không cách nào cứu vãn, lâm thời đề bạt bổ nhiệm sẽ đối mặt rất nhiều vấn đề, phải nói vô số vấn đề. Huyền vi chỉ quốc rất tốt, không có nghĩa là nàng thống ngự đại quân chinh chiến cũng tốt. Mà thiệu bình ba ngủ đông lâu dài như thế, lại chuẩn bị tỉ mỉ, không ra tay thì thôi, vừa ra tay mượn lực lượng tấn quốc chống đỡ, cho vệ quốc một kích chí mạng vừa ra tay chính là nhằm vào các yếu điểm của vệ quốc không ngừng bóp chết, huyền vi muốn động viên quân đội, nào có dễ dàng như vậy. Chủ tướng các nơi bị tàn sát, tạo phản, hoặc tự lập, tạo thành quân tâm dung chuyển. Đối mặt lời đồn, người chấp hành thánh chỉ lo lắng huyền vi tính sổ, lòng người bàng hoàng. Mà người đối mặt tàn sát cường thế kháng mệnh không tuân thánh chỉ, may mắn tránh được một kiếp, lại bị thiệu bình ba an bài người chiêu hàng, nói trắng ra chính là bị khuyên phản, từ trình độ nào đó đã bị thiệu bình ba biến tướng không chế người có thể may mắn tránh thoát một kiếp trên căn bản đều có một chút thực lực tự vệ, đều có một chút môn phái tu hành chống đỡ, cùng môn phái giúp đỡ mình nhiều năm qua lợi ích nhất trí, bởi vậy mới có thực lực kháng chỉ. Đối mặt thánh chỉ của hoàng đế, trực tiếp kháng chỉ là nhẹ, có chút vì tự vệ thậm chí ngay cả người tam đại phái tọa trấn cũng giết, vì bảo mệnh, vì bảo đảm mạng của mình, vì bảo đảm mạng của vợ con, cái gì không làm được. Dưới tình huống những người này trong lúc nhất thời phân không rõ, còn tưởng triều đình muốn đối phó bản thân Thiệu Bình Ba An bài người đúng lúc can dự, làm hại những người này đều lục tục tỏ rõ thái độ, rất khó quay đầu lại. Bọn hắn cũng là không có biện pháp, nhìn tình huống dường như triều đình muốn giết bọn hắn, bọn hắn có thể làm sao? Bằng lực lượng của bọn hắn rất khó đối kháng triều đình, Tấn Quốc ở thời điểm này đúng lúc chia tay giúp đỡ, biểu thị nguyện ý chống đỡ, cũng hứa hẹn tương lai cho lợi ích một phương chư hầu, để bọn hắn làm sao lựa chọn. Cho dù chỉ bởi vì trước mắt cũng không khó làm ra lựa chọn, dưới áp lực đều lục tục tỏ rõ thái độ rồi. Chờ đến rõ ràng là chuyện gì xảy ra, minh bạch là âm mưu của Tấn Quốc, đã muộn, muốn quay đầu cũng không được. Tin tức phản loạn đã phát ra, lời văn công khai tuyên bố phản loạn mắng triều đình như đống cứt chó, quan viên địa phương triều đình phái tới đã bị bọn hắn giết không ít, có chút ngay cả người tam đại phái tỏa chân ở chỗ này cũng giết, ai dám bảo đảm sau này triều đình sẽ không tính sổ. Mà lúc này triều đình biểu thị không truy cứu, còn muốn bọn hắn triệu tập đại quân dưới trướng đi tham chiến, ai biết sau khi phục tùng sai phái có thể rơi vào triều đình thanh toán hay không, ví dụ tương tự từ xưa tới nay chỗ nào cũng có. Toàn bộ về quốc quân tâm đại loạn, lại thiếu đại lão như nam nhân ngọc phối hợp, huyền vi đã sứt đầu mẻ chán, không thể không trước tiên khẩn cấp cầu viện tề quốc, mong tề quốc giúp đỡ. Trong đại điện, huyền vi không có ngồi trên bảo tọa, chỉ xem triều đình như một chỗ nghị sự, ở dưới bảo tọa của hoàng đế thiết án. Các triều thần bận rộn liên tục lục tục rời đi, Huyền Vi ngồi ở sau án cũng huệ oải và tiêu tùy. Tây môn tình không đứng ở một bên nhìn chăm chú, cuối cùng nói. Người còn có thể đi không? Huyền Vi một tay chống đỡ cái chán chậm rãi mở hai mắt ra, quay đầu lại nhìn hắn, chậm rãi đứng lên đối mặt. Tình không, bây giờ về quốc thành cái dáng vẻ này, ta không thể đi, một khi ta đi, quân tâm, dân tâm của vệ quốc sẽ triệt để tan vỡ. Tây môn tình không lộ ra ý cười gượng ép, ta lý giải, không sao cả, chờ thế cục trước mắt bình ổn lại nói lúc nói ra lời này trong lòng hắn dâng lên bi ai hắn không ngốc lấy thế cục trước mắt của vệ quốc bất kể là thần dân hay tam đại phái của vệ quốc e là đều khó chứa huyền thừa thiên lại ngồi lên hoàng vị hiệu lệnh thiên hạ đều bị huyền thừa thiên dọa sợ nữ nhân trước mắt còn có thể cùng hắn đi sao trong điện an tĩnh nam nữ đối mặt đều yên tĩnh có chút sự tình trong lòng nhau đều hiểu tình không huyền vi bỗng đánh vỡ bình tĩnh ngẩng đầu lên nói sự tình đã đến mức độ này có chút sự tình đã không tất yếu cố kỵ, ta muốn làm cái gì, bất kể là triều thần hay tam đại phái đều sẽ không nói cái gì, sau khi cục diện ổn định, cho dù ta không đi được, ta cũng sẽ gả cho ngươi. Lập tức gả cho ngươi, đợi nhiều năm như thế, suốt cuộc chờ đến câu nói này, trong mắt tây môn tình không hiện ra kinh hỉ đột nhiên khó kìm lòng được mở hai tay ra, ôm nữ nhân trước mắt vào trong ngực. Ngoài cửa còn có thái giám thủ hộ, nhưng lần này huyền vi không có đẩy hắn ra, mà tĩnh lặng ở trong ngực đối phương tĩnh lặng ôm một trận tây môn tình không ở bên tai nàng nói chỉ là như vậy người vĩnh viễn không cách nào tự tại huyền vi nói chỉ sợ liên lụy ngươi người nguyện ý bồi tiếp ta sao tây môn tình không ôm nàng lấy hành động coi như trả lời trong cung tề quốc cũng đèn đuốc sáng choang về quốc gặp biến đổi lớn tề quốc cảm động lây hạo vân đồ chỉ huy cùng chiều thần suốt đêm thương nghị phương pháp ứng đối báo bên ngoài báo một tiếng một tên thái giám nhanh chân đi vào, bẩm báo nói. Bệ hạ, sứ thần vệ quốc cầu kiến, hạo vân đồ không trần chờ chút nào, hiện tại tình huống khẩn cấp, không phải thời điểm tự cao tự đại, vung tay lên. Tuyên, không bao lâu, vệ sứ Khang Hòa nhanh chân đi tới, sau khi hành lễ, Khang Hòa trần thuật hoàn cảnh khó khăn của vệ quốc trước mắt, vạch ra tấn quốc lòng muôn giả thú, hy vọng hai nước tề vệ có thể hợp tác lần nữa, liên thủ đánh bại mưu đồ của tấn quốc. Để chứng minh thành ý của vệ quốc, Vệ quốc nguyện gả ba quận chúa cho nhi tử của Hạo Vân Đồ. Sở dĩ gả quận chúa là vì toàn bộ vệ quốc không bỏ ra nổi công chúa, hoàng đế tiền nhiệm của vệ quốc chết sớm, các công chúa trên căn bản đều lấy chồng, chỉ có thể từ các hoàng thân tìm quận chúa ra gả. Cũng bởi vì quận chúa cấp bậc thấp hơn, nên nguyện ý một lần gả ra ba vị. Hạo Vân Đồ nghe xong hỏi, "Này là ý tứ của Huyền Thừa Thiên hay là ý tứ của Huyền Vi?" Vệ sứ Khang Hòa ngang nhiên nói, "Tự nhiên là ý tứ của tướng công." bệ hạ nước ta thân thể có bệnh, nên tướng công chủ trì quốc chính. chương 1634, chiến sự sắp tới một Triều thần tề quốc không ít người trao đổi ánh mắt, trong lòng đều rõ ràng, đều biết thân thể vệ quân có bệnh là che đậy. Hạo Vân Đồ gật đầu nói, ý tứ của vệ quốc, chấm minh bạch, để ta cùng các quần thần thương nghị một chút, khang đại nhân về trước đi. Khang Hòa biết không thể nói vài câu liền thuyết phục Hạo Vân Đồ, khẳng định phải cùng triều thần thương lượng. Quân thần tế Quốc lén lúc thương nghị ngoại nhân bất tiện dự thính, nên lập tức chắp tay xin cáo lui. Đợi đối phương lui ra, Hạo Vân đổ lên tiếng nói. Ý tứ của Vệ Quốc mọi người cũng nghe được, chứ vị ý như thế nào. Bệ hạ, tình huống lần này không giống dĩ vãng, Vệ Quốc tùy thời có nguy diệt quốc, lần này Vệ Quốc thật rơi vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng rồi. Không sai, lần này Huyền Vi chủ động biểu thị gả ra ba quận chúa, mặt ngoài nhìn như chủ động kết giao, kỳ thực là vì ổn định lòng người Vệ Quốc. Ở thời điểm này gả nữ, là vì để thần dân trên dưới vệ quốc nhìn đến, tề quốc ta sẽ cùng vệ quốc cùng tiến cùng lui. Không sai, huyền vi tàn sát hậu cung vệ quân, cũng chính là mục đích này, là nói cho vệ quốc đại quyền đã ở trên tay nàng, cho thấy nàng tự mình đứng ra, hy vọng mọi người không nên hoảng loạn. Bệ hạ, chư vị, rất nhiều chuyện không sợ ngoại yêu, chỉ sợ nội hoạn, tình huống lần này của vệ quốc không giống dĩ vãng, cũng cực kỳ hung hiểm, nội bộ đại loạn, chỉ sợ coi như tề quốc ta xuất binh giúp đỡ, cũng chưa chắc có thể bảo vệ vệ quốc. Phải, nếu như làm uổng công, có thể cân nhắc bảo tồn thực lực hay không? Hoang đường, ngoài điện đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, một người mặc chiến giáp long hành hổ bộ đi đến, tiếng nói chất phát trần nhiếp cả đại điện. Là ai nói lời ngu ngốc như vậy? Người tới không phải người khác, chính là tề quốc thượng tướng quân Hô Diên vô hận. Tất cả mọi người nhìn qua, Hô Diên vô hận hành lễ. Tham kiến bệ hạ, Hạo Vân đồ nở nụ cười, cũng đứng lên, hai tay hư đỡ nói. Thượng tướng quân không phải suốt kinh tuần sát sao, làm sao chạy về nhanh như thế. Hô Diên vô hận nói, thần nghe nói về quốc xảy ra vấn đề, liền không ngừng không nghỉ trở lại. Quân thần đối thoại, thần ở ngoài điện nghe trộm một lúc, xin bệ hạ thứ tội. Hạo Vân Đồ nói, thượng tướng quân vội vã chạy về, y không dỡ giáp, đủ thấy lo lắng quốc sự, có tội gì chứ. Vô tội, thượng tướng quân có cao kiến gì không ngại nói thẳng, tuân chỉ, Hồ Diên vô hận chắp tay lĩnh mệnh, xoay người nhìn quanh chúng thần, lớn tiếng nói. Dã tâm của Tấn Quốc, người qua đường cũng biết, một khi về quốc chiến bại, bước kế tiếp, Tấn Quốc tất nhiên vùng binh tấn công tề quốc ta. Bảo tồn thực lực, bảo tồn thực lực gì, ngồi xem về quốc diệt phong sao. Một khi về quốc rơi vào tay Tấn Quốc, Tấn Quốc thu được lương thảo sung túc, đến lúc đó Tấn Quốc binh tinh, lương đủ, mà tề quốc ta mất đi về quốc trợ lực, cũng chỉ có thể lấy một lực lượng quốc gia cùng Tấn Quốc tử chiến, hậu quả khó liệu. Hiện tại xuất binh, chính là hai nước tề vệ liên thủ công tấn, có thể giảm bớt áp lực cho vệ quốc, cũng có thể giảm bớt áp lực cho tề quốc ta, làm sao có thể thấy chết mà không cứu. Mặc kệ có thể giữ được vệ quốc hay không, nói chung quyết không thể để vệ quốc dễ dàng diệt phong, cho dù vệ quốc liều chết gánh một ngày, cũng có thể tiêu hao một phần lực lượng của tấn quốc, có lợi cho tề quốc ta và tấn quốc tái chiến. Bởi vậy, đánh muộn không bằng đánh sớm. Hồ Diên vô hận dứt lời xoay người, nhìn Hạo Vân Đồ chắp tay nói. Bệ hạ, thời điểm này nên tận lực giúp huyền vi ổn định lòng người vệ quốc tận lực để vệ quốc kiên trì tiêu hao tấn quốc nhiều hơn thần cho rằng nên đáp ứng kết giao hạo vân đồ gật đầu nói thượng tướng quân nói có lý bất quá hô diên vô hận lại nói cưới ba vị quận chúa lực đạo quá nhỏ nên cự tuyệt thần kiến nghị bệ hạ phái một hoàng tử chưa kết hôn cưới huyền vi nói cưới là êm tai kỳ thực là hy sinh một vị hoàng tử ở rể vệ quốc gả cho huyền vi Động tác này có thể để trên dưới về quốc nhìn thấy quyết tâm của tề quốc ta thể bảo vệ bang giao, có thể ổn định quân tâm, dân tâm của về quốc. Lời này vừa nói ra, có người kinh hô nói, để hoàng tử ở rể, hô diên vô hận, người dám ra lời hao tổn hoàng uy sao. Thượng tướng quân, người đừng sai lầm, hiện tại là về quốc cầu chúng ta, người lại để hoàng tử gả người. Hô diên vô hận, hôn sự của hoàng tử đại biểu quốc thể, nam cưới nữ gả mới là lẽ thường, nam nhi bách tính phổ thông ở rể còn ngại mất mặt đường đường hoàng tử tề quốc đi ở rể, chẳng phải để người cười đến rụng răng. Thượng tướng quân, huyền vi là quả phụ, là nữ nhân đã có chồng, tuy nói dung nhan không tệ, nhưng dù sao tuổi cũng gần 40. Mà trong các hoàng tử của bệ hạ, chưa kết hôn đều dưới 20 tuổi, người lại muốn để một hoàng tử tuổi không tới 20 đi cưới. Không, là đi gả cho một quả phụ tuổi gần 40, loại lời này ngươi cũng có thể nói ra được. Bệ hạ, sự tình này tuyệt đối không thể, truyền đi mặt mũi của tế quốc ta mặt mũi của bệ hạ phải để ở chỗ nào. Để cho hoàng tử ở rể làm sao chịu nổi, chúng triều thần dồn dập khiển trách hô diên vô hận, mồm năm miệng mười, chen đến hô diên vô hận không tìm được cơ hội nói chen vào. Đều ngậm miệng cho chấm, hạo vân đồ đột nhiên gầm lên, làm trong điện yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi, gương mặt hắn bình tĩnh nói. Thượng tướng quân, để hoàng tử ở rể đích xác có chút không thích hợp. Hô diên vô hận nói, bệ hạ, thế cục trước mắt của vệ quốc tỏ rõ, Huyền Thừa Thiên đã mất sạch lòng người, bất kể là thần dân vệ quốc hay tam đại phái của vệ quốc, đều không hy vọng nhìn thấy hắn thượng vị. Huyền Thừa Thiên đã thành trang trí, bây giờ chân chính nắm quyền là huyền vi, bằng thân phận địa vị của huyền vi, muốn kết hôn là không thể, lẽ nào không để hoàng tử ở rể, còn có thể để huyền vi gả tới tề quốc sao? Sắc mặt hạo vân đồ khó coi, nhưng chuyện ở rể đích xác sẽ để tề quốc ta mặt mũi tối tăm, chấm sẽ trở thành quân chủ trong các đời tề quốc không, sẽ trở thành quân chủ duy nhất của các quốc gia để nhi tử ở rể. Nhi tử của chấm lại vô năng, cũng không thích hợp làm ra sự tình ở rể. Hô Diên vô hận nói, bệ hạ, chính bởi vì sẽ để mặt mũi tề quốc tối tăm, mới làm ra cử chỉ này, đối mặt trọng bệnh cần hạ mãnh dược, mới có thể để trên dưới về quốc nhìn thấy quyết tâm của tề quốc ta. Tề quốc ta không tiếc ở thời điểm này để hoàng tử ở rể, lòng người vệ quốc tất nhiên phấn chấn. Bệ hạ, huyền vi ở thời điểm này gả ra ba vị quận chúa, Tề quốc đáp ứng, cưới là có tác dụng tỏ thái độ nhất định, cũng đích xác có tác dụng ổn định lòng người nhất định. Nhưng người về quốc không phải người ngu, đều có thể nhìn ra Huyền Vi là chịu nhục kết giao, kết giao không phải sự tình hào quang gì, nhất định là tình huống về quốc tương đối nguy cấp, Huyền Vi mới sẽ làm như vậy. Bệ hạ, hiện tại nội bộ về quốc đại loạn, Huyền Vi cần nhất chính là ổn định lòng người, cũng nhất định phải nhanh trợ giúp nàng ổn định nhân tâm mới có lợi cho Tề quốc ta. Bệ hạ, lần này chiến lược, chiến thuật thủ đoạn của tấn quốc không tầm thường, khác biệt với trước, trước chiến làm nền tàn nhẫn, ổn, chuẩn, trong nháy mắt đánh chúng bảy tấc của vệ quốc, đã làm vệ quốc khó có thể tập trung quốc lực chống lại. Lần này vệ quốc lành ít giữ nhiều, mục tiêu kế tiếp của tấn quốc là ai? Trong lòng bệ hạ hẳn rõ ràng, mục tiêu tiến công kế tiếp tất nhiên là tề quốc ta. Tấn quốc dân phong biêu hãn, sĩ tốt vũ dũng, lời nói để tam đại phái tề quốc không cao hứng. Khí vân tông của tấn quốc biêu hãn thiên hạ các phái đều sợ hãi, một khi tấn quốc phát động tiến công với nước ta, bằng lực lượng của chúng ta có thể ngăn bao lâu. chương 1635, chiến sự sắp tới khai. Lúc tấn quốc nghèo khó, vẫn cần hai nhà tề, vệ liên thủ chống lại quân tiên phong, một khi để bọn hắn cướp được lương thảo sung túc, nước ta đối mặt uy hiếp to lớn. Một khi thu được tài nguyên to lớn của vệ quốc, bằng năng lực tác chiến kéo dài của tấn quốc, hậu quả không phải lúc tấn quốc khốn cùng, tài nguyên không đủ có thể so sánh, Đối với tề quốc ta mà nói, nói là có diệt quốc trị yêu cũng không quá đáng. Bệ hạ, hoàng tử ở dề đích xác mất mặt, nhưng một khi chỉ còn tề quốc ta một nhà ác chiến với tấn quốc, đến thời điểm ấy hy sinh e rằng không chỉ là một hoàng tử, vì cầu nước khác, chỉ sợ coi như hy sinh mười hoặc mười mấy công chúa cũng là chuyện vô bổ, lẽ nào những công chúa kia còn không bằng một vị hoàng tử sao? Bệ hạ, này đã không phải quốc sự, mà là chiến sự, trên chiến trường chỉ cần có thể đánh bại kẻ địch, dùng thủ đoạn gì cũng không mất mặt chỉ cần có thể đánh bại tấn quốc, làm cái gì cũng không mất mặt. Đánh bại tấn quốc, ngoại nhân chỉ sẽ thổi phồng bệ hạ hùng tài đại lược anh minh. Bách tính tề quốc chỉ nhớ ơn bệ hạ vì bảo vệ tề quốc mà không tiếc hy sinh hoàng tử. Nhưng nếu chiến bại, nếu tề quốc khó thoát một kiếp. Bệ hạ, còn có gì mất mặt hơn chuyện này sao? Bệ hạ, hoàng tử so với toàn bộ tề quốc, mặt mũi so sánh với quốc vận của tề quốc, bên nào nặng bên nào nhẹ. Trong điện chỉ còn hô diên vô hận gióng giặc nói chuyện, cò má của Hạo Vân đổ dần dần căng thẳng, hô hấp dần dần nghiêm nghị. Hồ Diên vô hận, Hạo Khải lớn tiếng hét: "Ngươi mở miệng ngậm miệng nói một khi Tề quốc chiến bại thế nào thế nào, thân là thượng tướng quân của Tề quốc không lo bảo vệ quốc gia, trái lại nói chuyện giật gân. Tề quốc ta chăm sóc loại thượng tướng quân như ngươi có tác dụng gì?" Hồ Diên vô hận lập tức mở miệng phản bác: "Vương gia, thần không phải nói chuyện giật gân, thần nói rồi, đánh muộn không bằng đánh sớm, thần là xin chiến, không phải khiếp chiến. Vương gia." Trên đời này không tồn tại đánh đâu thắng đó, mưu trước đánh sau mới là chân lý, mới có thể sớm phòng bị, một khi có biến sẽ không đến nỗi thất bại thảm hại. Thân là tướng lĩnh Tề quốc, chống đỡ ngoại địch không tính bản sự, ngăn trở ngọn lửa chiến tranh ở ngoài Tề quốc, để Tề quốc ta tránh gặp ngọn lửa chiến tranh đồ thán, mới là chức trách hàng đầu của người làm tướng. Bây giờ tấn quốc muốn tấn công là về quốc, Tề quốc ta nhất định phải tận lực áp chế ngọn lửa chiến tranh ở trong về quốc, tận lực tránh cho ngọn lửa chiến tranh thiêu đến Tề quốc vương gia, chỉ có về quốc chống cự càng lâu, tề quốc ta mới có thể tránh khỏi ngọn lửa chiến tranh đồ thán. Nói xong, Hồ Diên vô hận chắp tay nói, bệ hạ, thần xin chiến, thần nguyện tự mình dẫn kiêu kỳ quân tới về quốc cùng tấn quân tử chiến. Hừ, Kim Vương Hạo Khải hừ lạnh một tiếng, còn muốn nói cái gì? Ngậm miệng, Hạo Vân đồ đột xuất đánh gãy, nhíu mày nói. Thượng tướng quân nói có chút đạo lý, chỉ là huyền vi. Nghe nói nàng cùng đan bảng đệ nhất cao thủ Tây môn tình không cảm tình thâm hậu, nữ nhân này rơi vào cảm tình hút mắt coi như chấm nguyện hạ mình để hoàng tử ở rể chỉ sợ nàng cũng không hẳn đáp ứng như vậy mà nói ngược lại là chúng ta mong muốn đơn phương hô diên vô hận lớn tiếng nói bệ hạ đan bảng đệ nhất cao thủ lại thế nào tây môn tình không bất quá là một vũ phu ngây thơ hồn nhiên khốn khổ vì tình đại cục trước mắt cá nhân hắn không đáng nhắc tới mà huyền vi không phải nữ tử bình thường chính là nữ tướng của vệ quốc thao lược vệ quốc nhiều năm lòng giả cầm tú, kinh nghiệm quốc sự lâu năm hôn đúc. Lúc nhàn hạ rãnh rỗi, không khỏi dính thiên tính của nữ nhân tình tình ái ái. Nhưng lúc tỉnh lại tay cầm binh quyền thiên hạ, nữ nhân như vậy, đối mặt thế cục như vậy, nếu nói nàng sẽ vì tình vứt bỏ tất cả, bệ hạ tin sao? Nàng ra lệnh một tiếng, tàn sát toàn bộ hậu cung vệ quân, sát phạt quyết đoán, tâm trí không phải của nữ tử tầm thường. Bệ hạ, thần dám cam đoan, sự tình ở rể vừa ra, nhất định hợp ý nàng. Có lẽ trước đó Huyền Vi không nghĩ tới, nếu như được nhắc nhở, e sợ là ước gì, chắc chắn sẽ đáp ứng. Chỉ là Tây Môn Tình không, không đáng để lo, Huyền Vi tự sẽ xử trí, không cần chúng ta lo lắng. Hạo Vân đồ suy tư, sau đó khẽ gật đầu, cuối cùng lại từ từ đứng lên, đối mặt chư thần lớn tiếng nói. Ý chấm đã quyết, không dung tấn quốc càn rỡ. Tam ti liên hiệp châm trước thương nghị danh sách hoàng tử ở rể, trước hừng đông chấm muốn nhìn thấy kết quả. Hô Diên vô hận, Hồ diên vô hận chắp tay nói có thần hạo vân đồ nói lệnh ngươi làm phạt tấn đại nguyên soái tức khắc thống lĩnh nhân mã tề quốc cùng tấn quyết quyết một trận tử chiến hô diên vô hận lớn tiếng nói thần tuân chỉ hạo vân đồ nói chiến sự làm trọng việc quan hệ quốc vận của tề quốc quan viên các bộ toàn lực phối hợp công việc phạt tấn binh mã tiền lương không được lười biếng người sơ xuất quân pháp xử lý tuân chỉ quân thần cùng kêu lên lĩnh mệnh trời chưa sáng ngoài kinh thành tề quốc hơn vạn kỵ binh nhận được quân lệnh đã tập hợp. Trong thành thiết kỵ ầm ầm, một nhóm nhân mã hộ vệ hô diên vô hận không ngừng không nghỉ, làm dân chúng trong thành hoảng sợ. Cửa thành mở ra, hô diên vô hận xuất lĩnh hơn ngàn kỵ binh đêm tối ra khỏi thành, đại lượng tu sĩ hộ vệ tùy hành, không chung còn có mấy con phi cầm cỡ lớn xoay quanh tùy tùng. Sau khi cùng đại quân ở ngoài thành hội hợp, hô diên vô hận ra lệnh một tiếng. Xuất phát, thiết kỵ ầm ầm rung động đại địa, như một hàng dài ở trong đêm tối rong rủi rời đi này vẻn vẹn chỉ là một phần nhân mã, Hồ Diên vô hận đã truyền lệnh các bộ tương quan, nhân mã các bộ sẽ lục tục từ các nơi tới hội hợp. Thực sự là tình huống về quốc quá khẩn cấp, nhất định phải đuổi ở trước khi cục diện của vệ quốc không thể vãn hồi hình thành áp lực cho tấn quốc, để giải khẩn cấp cho vệ quốc. Trong một lầu các, thiệu bình ba đứng ở cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ, cả người chìm đắm trong bóng tối lộ ra thần sắc nghiêng tai lắng nghe. Sau khi thanh âm ầm ầm đi xa, thiệu tam tỉnh mở cửa bước nhanh đi tới, bẩm báo nói. Là Hồ Diên vô hận, đã lĩnh chức phò tấn đại nguyên soái, hắn đã tự mình dẫn một chi nhân mã ra khỏi thành. Thiệu Bình ba trầm giọng nói, tốc độ phản ứng rất nhanh, Thiệu Tam tỉnh nói, Kiêu kỵ quân dưới trướng Hồ Diên vô hận được xưng kỵ binh đệ nhất thiên hạ, tề quốc nhiều kỵ binh, tới lui như gió, một khi Hồ Diên vô hận can dự chiến sự, sợ là áp lực của tấn quốc không nhỏ. Thiệu Bình ba nói, tề vệ liên thủ kháng tấn, là sự tình sớm nằm trong dự liệu, sao có thể để bọn hắn như ý? Tính toán thời gian, tốc độ kỵ binh tề quân tập kết nhanh nhất, ít nhất cũng phải 3 ngày. Thông báo xuống, để phía dưới bố trí chuẩn bị sẵn sàng, chờ hiệu lệnh của ta. Vâng, thiệu tam tỉnh lĩnh mệnh rời đi. Trong Hoàng Cung Tấn Quốc, Thái Thúc Hùng Trắng đêm khó ngủ, đứng ở trước địa đồ, thỉnh thoảng kiểm tra quân tình, trưởng môn khí vân tông Thái Thúc Phi Hoa Thình Lình cũng ở một bên. Trong phủ thành chủ Nam Châu Yến Quốc, Thương Chiêu Tông đứng ở trước địa đồ, Mông Sơn Minh ngồi ở trên xe đẩy giảng giải tình huống khả năng sẽ phát sinh khi tấn, vệ khai chiến, mà đám người từ kim động nghe tin cũng khẩn cấp tới, lấy trưởng môn cung lâm sách dẫn đầu. Trong Hoàng cung Tần Quốc, trước một địa đồ, La Chiếu cũng đang giảng giải chiến sự sắp bùng nổ. Người nghe là một đám thần tử và tướng lĩnh của Tần Quốc, hiểu nguyệt các các chủ ngọc thương nghiêm túc nghe giảng, thỉnh thoảng đặt câu hỏi. Còn Hoàng đế Tần Quốc hạ lệnh phái, thì không chịu đựng được đêm tối, đã ngủ gật ở một bên. Vệ quốc không chỉ cầu viện Tề Quốc, còn cầu viện Tần Quốc, Tần Quốc tân lập, đối với sự tình này rất là do dự. Tình huống trước mắt, vệ quốc cũng chỉ có thể cầu viện hai nước này, cũng chỉ có hai nước tiếp giáp này có thể xuất binh viện trợ, quốc gia khác cách quá xa, ngoài tầm tay với. chương 1636 cản tay, căn cứ tin tức nắm giữ, một khi nhân mã tấn quốc phát động tiến công, lấy tình thế trước mắt của vệ quốc đến xem, e sợ rất khó ngăn trở, tình huống đại khái chính là như thế. La Chiếu đứng ở trước địa đồ nói xong thả xuống que chỉ huy trong tay, nhìn Ngọc Thương thần sắc nghiêm nghị, Ngọc Thương thì quay đầu lại liếc nhìn hoàng đế Tần Quốc hạ lệnh phái dựa vào ghế ngủ gật, không nhịn được than nhẹ một tiếng. Điền Chính Ương và Mã Trường An cũng quay đầu lại liếc nhìn, hai vị trọng thần quân đội Tần Quốc đối với vị hoàng đế này cũng hết sức bất đắc dĩ, tiếp xúc lâu dài như thế, tự nhiên biết vị hoàng đế này là dạng người gì, căn bản vô tâm triều chính, không phải vật liệu làm hoàng đế a. À. Mỗi lần lên triều, mọi người bẩm báo cái gì, vị hoàng đế này đều là mọi người nói như thế nào làm như thế đó nếu như không phải Ngọc Thương tiên sinh an bài người phụ tá, sợ là sớm đã rối loạn, Ngọc Thương là hiểu nguyệt các các chủ, xử lý sự tình tu tiên giới xong còn phải hỏi đến chính vụ tần quốc, đoán chừng cũng mệt mỏi đến quá sức. Ngược lại người ở chỗ này có lúc đều sẽ sản sinh ảo giác, không biết Ngọc Thương là đại thần trong triều hay là người tu tiên giới, tình cờ có thể nhìn thấy trên tấu trương xuất hiện chỉ thị Ngọc Thương phê, tuy là danh nghĩa của Hoàng đế, nhưng chữ viết mọi người đều có thể nhận ra. Ngọc Thương cũng đích xác bận tâm có chút quá sức cái gọi là giành chính quyền dễ dàng nắm chính quyền khó hiện tại hắn xem như là bản thân cảm nhận được phương diện quân chính của tần quốc người tài còn quá bạc nhược dưới bất đắc dĩ phải dùng không ít cựu thần của triệu quốc cộng thêm hạ lệnh phái không hăng hái nhưng hắn không oán hạ lệnh phái biết hạ lệnh phái biến thành ngày hôm nay cùng từ nhỏ trải qua không thể tách rời quan hệ từ nhỏ đến lớn cơ hồ đều bị nghiêm ngặt giam lòng căn bản không tiếp xúc qua ngoại giới gì làm sao có khả năng làm hoàng đế tốt bất đắc dĩ quy bất đắc dĩ sự tình trước mắt còn phải xử lý, sau khi châm trước, Ngọc Thương hỏi La Chiếu. Về quốc cầu viện không biết tướng quân ý như thế nào. La Chiếu nói, các chủ, tấn quốc lòng muông giả thú mọi người đều biết, mà vị trí tần quốc vốn ở vào tứ chiến chi địa, Đông Tam Quốc, Tây Tam Quốc, hai bên trên tần quốc ở chính giữa, một khi vệ, tề diệt phong, tiếp đến tần quốc ta đứng mũi chịu sao. Tấn quốc vốn am hiểu chế tạo binh khí thiết giáp, sĩ si tốt đều mặc trọng giáp, một khi tấn quốc được lương thảo của vệ quốc, lại được chiến mã của tề quốc, sợ là tần quốc ta khó chặn phong mang. Các chủ, theo y ta, nên cấp tốc xuất binh. Hắn nói xong lại nắm lên gậy chỉ huy, ở trên địa đồ khoa tay giải thích. Chỉ cần tần, vệ, tề liên thủ, nhất định sẽ chấn nhiếp tấn quốc, có thể đánh giá tâm của tấn quốc trở về. Chỉ cần tấn quốc rụt cổ trở về, tần quốc ta lập tức rút quân. Mục đích của chúng ta là muốn duy trì trạng thái cân đối của Tây Tam Quốc, không phải giúp tề, vệ diệt tấn quốc, Tây Tam Quốc lẫn nhau áp chế, đối với Tần Quốc trước mắt mà nói là có lợi nhất. Tần Quốc tân lập, nội bộ còn có rất nhiều thiếu hụt cần bổ khuyết, cần thời gian, cần ổn định hoàn cảnh bên ngoài. Ngọc Thương nghe hiểu ý tứ của hắn, nhìn chăm chằm địa đồ chậm rãi gật đầu. Điền Chính Ương bỗng nhiên nói, lão sư, ngu kiến của La Chiếu không thể dễ tin. La Chiếu lập tức hỏi ngược lại, chẳng lẽ Điền Tướng Quân muốn ngồi xem vệ quốc diệt vong, ngồi xem Tần Quốc mắt nhìn chằm chằm áp sát Tần Quốc ta sao? Điền Chính Ương nói, là tướng quân không khỏi nói chuyện giật gân quá mức, chiến sự nổi lên, đầu tiên lâm nguy là tề quốc, nếu như tề quốc muốn tự vệ, tất nhiên dốc hết toàn lực trợ vệ kháng tấn, vệ quốc trong lúc nhất thời còn không diệt được. Mã Trường An cũng chắp tay nói, lão sư, chiến sự không phải trò đùa, trước khi về quốc kinh biến một chút dấu hiệu cũng không có, tần quốc ta ngay cả một điểm cũng không chuẩn bị, đại quân chinh chiến sử dụng lương thảo quân nhu cũng cần thời gian chuẩn bị, sao có thể một chút cũng không có chuẩn bị liền vội vàng tiến quân. La Chiếu lập tức cãi lại, không cần chuẩn bị gì, chỉ cần quần áo nhẹ tốc hành phát binh, chỉ cần nói cho về quốc, tần quốc ta quyết định xuất binh giúp đỡ, để về quốc thay chúng ta chuẩn bị tốt lương thảo quân nhu là được, về quốc chắc chắn sẽ vui vẻ đáp ứng, như vậy còn có thể miễn áp lực chiến sự tiêu hao cho tần quốc ta, nhất cử lưỡng tiện. Điền Chính Ương nói, là tướng quân quá mức chắc chắn, chiến sự đến đột ngột, ngay cả về quốc cũng trở tay không kịp, bản thân về quốc cũng không kịp chuẩn bị, còn có thể quan tâm lương thảo và quân nhu của đại quân ta. La Chiếu nói, tướng quân nói không đáng để lo, vệ quốc nghĩ biện pháp gì kia là sự tình của bọn hắn, có khó khăn gì bọn hắn tự đi khắc phục, không phải chúng ta bận tâm. Chỉ cần tần quốc ta đáp ứng xuất binh, vì đổi lấy tần quốc ta xuất binh, vệ quốc tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực chuẩn bị cho ta. Điền chính ương ngạc nhiên nói, La Chiếu, người nói cái gì? Lương thảo quân nhu của quân ta, chúng ta không bận tâm còn mong đợi người khác đi bận tâm. Mã Trường An than thở nói, cũng khó trách là tướng quân ở Tống Quốc sẽ bị Mông Sơn Minh đánh không hề có lực hoàn thủ. Lời này có chút vạch khuyết điểm, sắc mặt La Chiếu biến thành có chút khó coi. Thấy hai bên tranh luận không xong, thậm chí bắt đầu công kích quá khứ, nói thêm nữa có chút không tưởng nổi, Ngọc Thương lên tiếng quát bảo ngưng lại. Tốt rồi, đừng ầm ý. Trong lòng hắn rõ ràng, La Chiếu công lao chưa lập, liền được hắn bổ nhiệm làm một trong ba vị thượng tướng quân của Tần Quốc, Điền Chính Ương và Mã Trường An rất có ý kiến, cũng rất bất mãn với La Chiếu nhưng nâng la chiếu tự nhiên có nguyên nhân nâng la chiếu đừng xem điền chính ương và mã trường an đều là học trò của hắn nhưng đồ vật hắn dạy đều là binh thư học gia hắn cũng chưa trải qua thực chiến nói trắng ra đều là lý luận suông mà điền chính ương và mã trường an tuy vì tần quốc lập xuống đại công nhưng tần quốc có thể thành công lập quốc sau lưng có thật nhiều nhân tố trọng yếu khác cũng không phải hai người một đao một thương đánh xuống điền chính ương và mã trường an đột nhiên nắm chức cao nhưng năng lực còn không đủ La Chiếu lại không giống, tuổi trẻ tài cao, chính là danh tướng đương đại, ở Tống Quốc từng nhiều lần lập chiến công, năm đó càng đánh bại qua anh Dương Vũ Liệt Vệ, cùng danh tướng Yến Quốc Mông Sơn Minh và danh tướng Hàn Quốc Kim Tước giao thủ qua. Bất kể là Mông Sơn Minh hay Kim Tước, kia đều là chiến tướng đỉnh cấp đương đại, đều là nhân vật thống soái có thể làm trụ cột một quốc gia. Cùng Kim Tước chiến một trận kỳ thực cũng không thể nói là La Chiếu bại, kỳ thực La Chiếu là dựa vào thực lực tàn dư của Tống Quốc miễn cưỡng chống lại Kim Tước, muốn nói thua cũng là thua ở quốc lực tống quốc không ra sao, không thể cứu vãn, la chiếu không thể cứu vãn. Thay đổi mã trường an và điền chính ương vào lúc này đánh với kim tước, có thể ngăn cản sao? Có thể đánh tốt hơn la chiếu sao? Chỉ sợ không hẳn, tuy Ngọc Thương hắn là hạng người lý luận xuông, nhưng dù sao cũng hiểu chút quân sự, có chút sự tình ít nhiều vẫn có thể nhìn ra đầu mối. Còn thua mông sơn minh, nói thật Ngọc Thương cho rằng la chiếu bại cũng không oan uổng, chiến tích của mông sơn minh quá mức biến thái, thiên hạ không người có thể so sánh, cũng chỉ có tề quốc hô diên vô hận có thể miễn cưỡng đọ sức. Trận chiến ở giác hồ, hắn càng tận mắt nhìn thấy, mông sơn minh một lần là xong, một trận chiến lật tung triệu quốc, khiếp sợ thiên hạ. Công lao diệt quốc A, bản thân hắn cũng nhìn mà than thở. Cho nên hắn không để ý la chiếu bại trận, càng coi trọng là năng lực của la chiếu, kia là người trường kỳ thống lĩnh qua nhân mã một quốc gia, đối với cai quản, thao luyện quân đội một quốc gia là có kinh nghiệm tương đối phong phú. Trước đó Tống Quốc binh Cường mã tráng, La Chiếu không thể không kể công, điểm này không thể bởi vì La Chiếu thua ở trên tay mông Sơn Minh liền phủ nhận, bằng không đối với La Chiếu là không công bằng. chương 1637, lời khen tặng lúc sắp chia tay một Mà nước tần thiếu chính là người như La Chiếu, thiên quân dễ được một tướng khó cầu, đạt được La Chiếu, Ngọc Thương như nhặt được trí bảo, này cũng là nguyên nhân Ngọc Thương phí hết tâm tư kéo La Chiếu về nước tần. La Chiếu còn trẻ, chỉ ít còn có thể vì sự hưng thịnh của nước tần mà cống hiến mấy chục năm. Còn Mã Trường An và Điền Chính Ương không có năng lực như La Chiếu, chỉ ít trước mắt xem ra còn không có. Hai người đột nhiên có được địa vị cao này, ở trong cuộc chiến tiêu diệt nước triệu do sự tác động từ bên ngoài chiếm phần lớn nguyên nhân, hoàn toàn không đủ để chứng minh năng lực của hai người. Vì binh cường mã tráng của nước Tần, kỳ thực Ngọc Thương rất muốn trọng dụng La Chiếu, muốn để La Chiếu thống ngự binh mã nước Tần. Vị trí đại tư mã nước Tần, nhân tuyển trong cảm nhận của ông ta chính là la chiếu thế nhưng sau khi la chiếu đến nước tần thì chưa từng lập được công lao gì lại mang tiếng là tướng bên thua đầu quân người phía dưới không phục mà căn cơ binh mã nước tần lại đến từ phản quân của mã trường an và điền chính ương nhân mã nước tần trên căn bản lấy hai người như thiên lôi sai đâu đánh đó la chiếu độc thân đến đây tuy có danh xưng thượng tướng quân nước tần nhưng trên tay lại không có nhân mã thuộc về mình căn bản không cách nào đối kháng hai người điền mã này cũng là nguyên nhân ngọc thương không dám mạo hiểm lập la chiếu làm nước tần đại tư mã sợ sinh ra nhiễu loạn nếu như không phải ngọc thương vận dụng lực lượng nhất định bảo hộ chỉ sợ la chiếu sớm đã bị hai người giết chết nguyên nhân vị trí nước tần đại tư mã vẫn chống mà không lập đoán chừng hai người điền mã cũng mơ hồ cảm giác được cho nên vẫn làm khó dễ la chiếu giống như trước mắt hoàn toàn là đối nghịch la chiếu hai người chỉ lo la chiếu lập xuống đại công dẫn đến người đến sau thượng vị trong tâm hai người cũng sợ sệt trước vẫn làm khó dễ đắc tội một khi để la chiếu thượng vị tháng ngày của hai người sợ là không dễ chịu đương nhiên cùng hổ lang chi sư của tấn quốc giao chiến trong tâm hai người cũng có chút không chắc chắn một đời anh danh làm không tốt sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát chiếu ý tứ của hai người các ngươi về quốc nguy hiểm nước tần ta thấy chết không cứu muốn ngồi xem về quốc diệt phong ngọc thương mắt lạnh liếc chéo hai người lạnh lùng đặt câu hỏi ngữ khí này thái độ này làm hai người căng thẳng theo bản năng nhìn nhau Điền chính ương cười làm lành nói, lão sư, chúng ta không phải ý tứ này, cứu tự nhiên là phải cứu, nhưng không thể gấp như thế, trước tiên nhìn xem tình huống cũng không muộn. Mã Trường An nói, không sai, lão sư, vệ quốc vừa vong, tề quốc đứng mũi chịu sao, cho nên tề quốc tất nhiên sẽ liều mạng cứu viện, vệ quốc không dễ dàng đổ như vậy, trước để cho vệ quốc, tề quốc cùng tấn quốc liều đi, trước để cho bọn hắn tiêu hao, đồng thời chúng ta cũng có thể chuẩn bị chu toàn. La Chiếu vừa nghe không khỏi ngắt lời nói tình huống về quốc bây giờ không giống trước đây. Ngọc Thương nhấc tay đình chỉ, ra hiệu hắn trước tiên không cần nói, để đối phương nói hết lời. Điền chính ương nói, quá mức sốt ruột, vội vàng hành sự bất lợi. Lão sư, còn có một điểm không thể không phòng, một khi chúng ta xuất binh, nội bộ nước tần chống vắng, ai dám cam đoan yên, hàn sẽ không thừa lúc vắng mà vào. Lời ấy ngược lại làm Ngọc Thương hơi nhướng mày, lòng sinh mấy phần lo lắng. Thấy hắn dường như lo lắng, la chiếu gấp gáp hỏi. Các chủ, Ngọc Thương nhấc tay đình chỉ, ý ta đã quyết, đều không nên nói nữa. Không nên làm cứng quan hệ với vệ quốc, trước đáp ứng vệ quốc, còn thời điểm nào xuất binh, chúng ta tự nhiên sẽ chuẩn bị thích đáng. Mấy người minh bạch ý tứ của hắn, đáp ứng quy đáp ứng, bên này nên làm như thế nào thì làm như thế đó, theo nhịp điệu cuối cùng bản thân đến, không vội. Trong nháy mắt sắc mặt la chiếu âm u, lặng im không tiếng động. Điền Trinh Ương và Mã Trường An nhìn la chiếu phản ứng thất lạc, theo bản năng nhìn nhau, trong mắt hơi có ý cười, đều đồng thời chắp tay nói vâng ngọc thương phất tay nói đều lui ra đi vâng ba người chắp tay lui ra trước khi đi đều nhìn về phía hạ lệnh phái chắp tay ý tư đúng chỗ là được không quấy dày giấc ngủ của bệ hạ lặng yên rời đi nhìn chằm chằm địa đồ một lúc ngọc thương bỗng nhiên cảm khái yến sơn minh tề vô hận nếu như được một trong số đó đại tần ta đâu cần phiền não như vậy sau khi nước tần lập quốc hắn thâm thâm lĩnh hội đến quốc sự phức tạp khó làm hơn sự tình tu tiên giới nhiều, thiên ti vạn lũ liên quan đến mọi phương diện, quá hao tinh lực, hắn đã rất lâu không có tính tâm tu luyện qua, trong đầu óc tràn đầy các loại sự tình loạn thất bát tao. Rất nhiều sự tình vốn không nên để hắn bận tâm, nhưng hoàng đế vô năng, nếu như toàn bộ giao cho cựu thần triệu quốc hắn lại không yên lòng, trước mắt triệu hoàng hải vô cực còn không biết ở chỗ nào. Cảm khái lắc đầu một trận, hắn xoay người đi tới bên người hạ lệnh phái, cung kính nói. Bệ hạ, bệ hạ, gọi vài tiếng không phản ứng, đành phải có chút vô lễ đưa tay lôi kéo mấy lần. A, à, hạ lệnh phái bỗng nhiên thức tỉnh, nhìn bốn phía, phát hiện không có ai, theo bản năng nhấc tay áo lau nước dãi ở khóe miệng, đứng lên hỏi. Thương lượng thế nào? Ngọc Thương cười khổ, chắp tay nói. Màn đêm thăm thẳm, bệ hạ coi chừng bị lạnh, trở về ngủ đi. Dứt lời phất tay ra hiệu, lập tức có hai tên thái giám đi qua.